Phải công nhận Em là một ngày làm. đăng ký cái chương trình này, thế là em cũng bỏ cái SE đấy. À thế à? Em bạn bạn em mới giới thiệu cho em một tuần, em cũng học được một tuần, cũng thấy rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà mình không 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 kham được nhiều thứ, cho nên là phải bỏ bớt đi hết chương trình này rồi mình quay lại cũng được. Cái chương trình SE thì nó học trong bao lâu rồi em? Em cũng không rõ đâu chị ạ, vì là cũng mới tham gia một tuần thôi. Tức là buổi sáng là đang các cái buổi học free, các cái buổi sáng đấy. Còn sau khi buổi sáng thì nếu mà mình thấy rất là tuyệt vời hay như thế nào đó thì mình có thể có cái lớp học bill có phí. Tại Thế vì thì bạn chắc em bạn này tham gia là có phí, bởi vì bạn ấy nói là bạn ấy không được chia sẻ. Thế là à bạn cứ nói là bạn học rất là giá trị thế nọ thế kia, thì xong bắt đầu vâng các bạn trong nhà mới lại xin link để vào học thử. Thế nhưng bạn ấy nói vâng nếu như mà chia sẻ link thì lập tức cái ID của bạn ấy sẽ bị à xóa. thế ạ. Thế Ừ, em cũng không tức biết, là em bạn thấy học có phí. đấy bạn em có chia sẻ cái link cho em là các cái buổi sáng ấy cứ vào học thôi. Như sáng hôm nay thì là free đấy. Bạn ấy bảo là các buổi sáng này thì không 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 có phí. Thế còn sau đấy khi mà mình cũng giống như là cái phễu đấy chị, thế xong bắt đầu là các cái chương trình mà cho đi sau đó, là nếu mà bạn nào muốn học sâu hơn, học bài bản, học đầy đủ hơn thì mình sẽ có cái chương trình học có phí là 15 hay bao nhiêu buổi học liên tục 15 ngày. Đấy thì cái chương trình đấy bạn em cũng học rồi thì bạn em cũng rất là khen. Đấy. Nói chung là cái giáo trình mà cô Khánh Ngọc với lại thầy 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 Thái Thái. mà đưa ra Vâng. ấy, thì quả thật là nếu mình là giáo viên mà học được thì rất là tốt, nhất là trong cái giai đoạn mà chị em mình phải cái thay sách này với lại đánh giá học sinh theo hướng là phát triển phẩm chất và năng lực ấy, thì cái đấy thì nó rất là phù hợp. Vâng. Em tham gia được một tuần thì các cái chia buổi chia sẻ nội dung cũng rất đa dạng chị ạ. Cả về sức khỏe này, cả về Nào sếp Minh vào rồi đây. Chương trình SE là chương trình gì đấy hả các chị ơi? Nó À, là hay lắm, mình chưa dịp nghe, chưa có thời gian để cái xem. chương trình đấy là về 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 xây dựng về cái phương châm giáo dục và cái kỹ năng giáo dục, chủ yếu tập trung vào giáo dục. À. Tất cả những cái mình dự nó đều tập trung vào người thầy và xây dựng là người thầy hạnh phúc, học trò hạnh phúc. Và khi người thầy hạnh phúc thì sẽ có học sinh trò hạnh phúc và sẽ có nhà trường hạnh phúc. Trước kia thì chúng ta hay cứ tập trung vào học sinh. Nhưng bây giờ thì nó theo cái hướng là khi mà cô có hạnh phúc cô mới cho đi được hạnh phúc, còn khi trong lòng cô mà không có hạnh phúc thì cô lấy đâu hạnh phúc để cô cho đi. Đấy, thế Rồi. nên là người ta đang hướng tới là Là tức bản thân mình phải có hạnh phúc trước đã đúng không? đấy, bảo Xây cho đi dựng hạnh cái phúc gì cho mình chính có, mình đã. cái mình không có mà cứ bắt cho đi thì làm Rồi. sao để mà cho. Thế nên bây giờ đang hướng theo cái đấy thì thực sự chia sẻ với mọi người là mình thấy cái đấy nó là quá là đúng đắn. Tuy nhiên là trong cái giáo dục của mình thì người ta lại chưa đề cao tới cái đó, và vẫn cái giáo dục mà theo cái đường hướng của bộ ấy, thì vẫn cứ là học trò là trên hết, rồi đến phụ huynh và giáo viên chúng ta là xếp vào hàng thứ bét. Thế nên là rất là thiệt thòi và nó không tạo được hứng thú và động lực cho giáo viên. Đúng đấy Rồi ạ. Có khi chị em mình quay lại cái bài của chị em mình nhỉ, đúng để rồi, cứ lan man đấy. em nói nốt để cho đang chờ sếp Minh có ý kiến. Không, em vào tham quan thôi, À em vào tham quan không tham gia đâu, nhà mình cứ thoải mái ạ. chị em mình chị em mình bật hết cam lên đi, chị em mình bật Nhà hết mình bật cam lên can chụp chụp con kiểu ảnh đi. Nếu mà như thế này là mới có 12 người tham gia đúng không, 12 bạn tham gia, đề nghị bạn số 09 và bạn bạn Nguyễn Giang này, không có thấy xong, không thấy có số này, không biết là nhà nào này. Giang ơi, cho em đổi Vâng ạ, cái em mic đang này. đi xin được, em xin phép được cái Bạn đổi Giang ở mic nhà 07 mà bạn ấy đang ở trên đường ấy, nên là bạn ấy xin phép tắt cam. À. em đổi lại Mình tên cho. hiểu và thương một chút nhỉ, mỗi người có 1 phút giới thiệu tí nhỉ. Xin lỗi các anh chị em, mà cho em xin phép ao dung trước ạ. Em có buổi làm việc với học sinh lúc 6 giờ ở trường. Tâm cứ có việc riêng thì Chị Minh nha, ao đi nhá. yên tâm. Mọi việc thì xong chị chính hội và về chị báo cáo. Em buổi hẹn học sinh làm việc 6 Thành viên của nhà mình đấy, thì thành viên đấy của nhà mình là bạn Tâm, bạn ấy là giáo viên sinh của một trường ở thành phố Thái Bình. Mình rất là nể phục bạn này, bởi vì là hiện nay cái mà mình chưa làm được, trong khi đó bạn ấy làm được, đó là bạn ấy mở cái thư viện tại gia đình nhà bạn ấy để phục vụ trẻ em.
học sinh tất cả trong khu khu vực sinh sống, thậm chí là các làng xung quanh đến. Bạn ấy rất là mở cửa sẵn lòng. Và ngoài cái việc đọc sách thì các con là bạn ấy hướng dẫn, là các con là giúp đỡ nhau để tự học. Ví dụ như đến bây giờ thì hôm vừa rồi bạn ấy chia sẻ là con nhà bạn năm nay lên lớp 8 mà cứ tự đứa lớn dạy đứa bé lại dạy đứa bé hơn, mà nó đã học gần như hết cái chương trình toán cơ bản của lớp 8. Đấy. Hay là chị nhờ bạn nào đây ạ? Bạn Trịnh Minh Tâm. Bạn vừa ao. Bạn Trịnh Minh Tâm ở nhà 06, mình rất là nể bạn ấy. À, như bạn ấy chia sẻ thì là năm học tới này là hiệu trưởng rất là tin tưởng và cho phép bạn ấy chọn một trong bất cứ lớp nào bạn ấy thích của nhà trường để làm chủ nhiệm, để xây dựng cái văn hóa đọc này trong nhà trường. Thì mình cho rằng là mình đúng là mình vẫn cứ phải nói bảo là rất là ngưỡng mộ và khâm phục bạn đó. Hay quá. Và nhà mình ơi, nhà mình mỗi người giới thiệu với nhau một chút nhỉ, để cho nó quen tí. Đúng không? Từ nhà 01 đi, nếu thế từ nhà 01 đi. Xin mời nhà 01 nhỉ. À mình là nhà 0, mình là 56, nhà mình là 56789. 5, bắt đầu từ 5. Xin mời chị Kim nhỉ. 56789. 050607. Ok, xin chào tất cả các anh chị, mình là Kim hôm nay bị dương. Thế thì mạng hơi yếu, đúng không? Nhưng mọi người có nghe rõ. Lĩnh vực anh Văn. Mọi người có nghe rõ không ạ? Có. Một chút mọi người nghe có được không ạ? Để cái mạng wifi mà đang bảo là đi sửa mà lười quá. Báo mạng vào sửa. Kim nói lại nha, Kim... Tên thật của Kim là Kim Anh. Kim Anh năm nay 38 tuổi. Và Kim Anh đang sinh sống và làm việc ở Chí Linh, Hải Dương. Công việc trước là một đơn vị về ngoại ngữ, một đam mê khác. Hiện tại thì Kim Anh cũng đang song song quản lý một là đam mê, hai là không thích lắm. Nó thuộc về tiếng Anh nhưng nó là tiếng Anh trực tuyến. Và Kim Anh thì có một cô con gái năm nay 15 tuổi. Xin hết ạ. Ok. Mày Hồ Thí nhỉ? Hồ Thí nhà 5. Vâng, em xin chào các thầy cô. Em là Hồ Thị Thí. Hiện em đang giảng dạy ở Đại học Hải Dương. Em sinh sống và làm việc ở Hải Dương. Đấy, em ha có một ông xã và có hai bạn có con trai. Một bạn lớp 5 và một bạn lớp 8. Và em cũng lúc đấy chị Trung chia sẻ là bạn Minh Tâm làm cái văn hóa đọc tại nhà này, cái đấy là cái mà em cũng rất là thích, bởi vì là bản thân em thấy là trẻ con ấy, các bạn ấy hay điện thoại và tivi nhiều lắm, nhiều khi bố mẹ mà bận mà đi cả ngày là cái con ở nhà cứ tivi thôi đấy. Rất là mong muốn bản thân con nhà em thì em cũng rèn cho các bạn ấy đọc ấy. Bạn lớn thì em đọc cho từ nhỏ thì bây giờ cái khả năng đọc của bạn ấy khá là tốt, nhưng tuy nhiên là cũng mẹ cũng chưa hướng cho bạn ấy, chưa rèn được cho bạn cái đọc sâu, mà vẫn là bạn ấy tự thôi, tức là bạn ấy ý thức được là việc bạn ấy đọc, và bạn đọc truyện dài khá là ok. Từ năm lớp 3, hè năm lớp 3 là bạn ấy đọc cả một bộ Harry Potter rồi. Và bây giờ em rất muốn này, mình qua cái chương trình này là mình học hỏi các anh chị, xong là mình có cái phương pháp đọc tốt có thể để rèn cho các bạn ấy, sau đó là có thể là có một cái xây dựng một cái thư viện nho nhỏ tại gia đình để cho các bạn nhỏ. Vâng, em xin hết. Hồ Tí sinh năm bao nhiêu nhỉ? Để à, em sinh năm 78, năm nay là 43 tuổi rồi. Ê, 78 trẻ thế. Chị. Vâng, em cảm ơn. Xin mời chị Trung đúng không? Chị Trung, nhà 6 đúng không? À, nhà 5 của chị thì nhà 5 hết rồi đúng không? Bạn Vân. Có bạn Vân là hôm nay chắc là bận. Bạn Vân chắc là bận. Thì thực ra là tham gia cái hành trình này thì trên tinh thần là chúng ta là học hỏi nhưng không tạo sức ép. Đấy là phương châm của nhà 6. Kể cả tất cả các bạn, ai cũng là những người có ý thức, có tinh thần kỷ luật. Tuy nhiên là mỗi người có những cái công việc cũng như là cái lớp học khác nhau. Thế nên là ban cán sự của nhà 6 thì Trung luôn tôn trọng mọi người.
và không tạo một cái sức ép gì hết, trên tinh thần chỉ là động viên, vì ai cũng đang mong muốn được học hỏi chia sẻ, và khi chúng ta cùng mục đích thì mọi người sẽ rất là cố gắng để thu xếp, để làm sao để mọi người nhận được cái giá trị, và cũng gần như là mọi người có tinh thần trách nhiệm, nên là không phải đôn đốc nhắc nhở hay có một bất cứ một cái gì khó chịu trong nhà không sáo. Mình cũng mạnh dạn là tự nhận là ban cán sự của nhà không sáo. Mình là Kim Trung, Vũ Thị Kim Trung, sinh năm 1976, hiện nay là đang phụ trách trường trung học cơ sở, trường trung học cơ sở Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh. Thì trong nhóm hôm nay thì có chung là đến từ Bắc Ninh, thì các bạn đều biết là Bắc Ninh hiện nay đang là tâm dịch. Tuy nhiên là cái khu vực của mình ấy thì nó lại không phải là tâm dịch. Khu vực của mình thì tính đến thời điểm này thì có 5 ca dương tính, nhưng mà 5 ca dương tính này thì nó lại không phải là trong cộng đồng, mà là chỉ có khẩu ở thị xã Từ Sơn. Tuy nhiên là cũng phải thực hiện những cái giãn cách, từ giãn cách 10 năm xong 16 đến hôm 13 tháng 6 này bắt đầu chính thức chuyển sang là giãn cách theo chỉ thị 19. Tuy nhiên là ai cũng chưa yên tâm, bản thân mình cũng chưa yên tâm. Ông xã nhà mình thì làm ở ủy ban, thế thành ra là cái công việc của ông lại phụ trách cái mảng này, đâm ra là rất là vất vả. Trong cuộc sống gia đình thì mình có ông xã thì rất là yêu thương, hiểu, và gần như là vợ chồng là mình không có cái gì phàn nàn với ông xã cả. Đó là lý do vì làm sao thực sự đó là lý do là hôm sau, hôm qua khi mà làm cái bài lắng nghe với lại cái bài trước và sau ấy, mình hỏi ông xã và em hỏi thật anh, thế anh có cần em phải chỉnh sửa cái gì không? Đó, thế xong cứ trêu bảo thế chứng tỏ em là người phụ nữ number one, người phụ nữ tuyệt vời các thứ. Ông xã quá sướng nhỉ. Ông xã quá sướng. Vợ lắng nghe này. Mình cũng phải chia sẻ cái niềm vui với mọi người. Đấy, thế là hôm qua cái bài tập hôm qua là mình không biết làm gì, thật sự không biết làm gì, gọi cả hai con xuống bây giờ mẹ nên viết như thế nào. Thì là rất là vui chia sẻ với mọi người như thế. Hai cháu thì cháu lớn là học xong năm 3 của Đại học Luật. Cháu thứ hai thì năm nay là đang học lớp 7 chuẩn bị lên lớp 8. Rất là vui được ban tổ chức chia sẻ như này để chị em mình có cơ hội để chia sẻ, để giao lưu, để biết thêm nhiều kiến thức. Tiếp theo xin mời bạn nhà 07 đi ạ. Xin chào cả nhà, em tên là Hằng, em sinh năm 97 ạ. Và hiện tại thì em đang làm tại em đang làm mầm non tại trường mầm non Xanh Tuệ Đức ở Hà Nội. Thì em là một người rất là thích sách và rất là em thấy được là rất là nhiều những cái giá trị trong cuốn sách ấy. Và em rất là muốn được lan tỏa những cái văn hóa đọc đến với rất là nhiều người, để nhiều người biết hơn về về văn hóa đọc, để mang được những cái giá trị của cuốn sách đến. Thế là em đã tham gia cái chương trình văn hóa đọc này của mọi người, học hỏi mọi người để học thêm rất là nhiều những cái kinh nghiệm, để cùng lan tỏa văn hóa đọc đến nhiều nơi hơn ạ. Em xin hết ạ. Như vậy nhà em có mỗi một mình à, trẻ thế, đúng không? Nhà em có một bạn Giang nữa, nhưng mà hình như bạn ấy đang ở ngoài đường nên là Giang đâu? Lời được. Chào mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Hùng Giang, em sinh năm 99 và em tham gia hành trình bởi vì là em muốn xây dựng những cái thói quen cho bản thân. Thứ hai nữa là cũng được nghe và là có rất nhiều cao thủ, cho nên là em muốn vào để học tập, để học những cái kinh nghiệm của mọi người. Bây giờ thì em đang làm tại trung tâm luyện thi của thầy Trung Toán, thầy Nguyễn Trí Trung đấy ạ. Thầy Trí Trung đang ở trong nhóm rồi đấy ạ. Để chờ là sau kiếm hợp bích. Vâng. Thế mà thầy Trung thì ở nhà 09. Vâng. Nhà em đi tập sư học đạo chị ạ. Ban tổ chức rất là ban tổ chức rất là tuyệt vời. Ban tổ chức phải chia ra như này mới đúng không? Để cho có cơ hội để Giang thể hiện, chứ không có, nếu mà cứ ở cùng nhà với thầy Trung em không có cơ hội thể hiện đâu. Hôm nay thì phải tranh thủ nói luôn, đang có nói rồi nhưng bây giờ đòi nói nữa, đó là mình rất là muốn kết bạn với bạn Chí Trung để về mục đích cá nhân thôi,
là muốn được sự hỗ trợ của chị Trung về cậu con trai. Thì rất mong là sau buổi họp hôm nay thì chị Trung kết nối với chị nhé. Chị em mình kết bạn và bên em có gì chị em mình chia sẻ trao đổi mà. Rất rất mong sự hỗ trợ của bạn. Và em cũng xin kết bạn với anh, em cũng có một chút về cái cô con gái của em. Ok, anh em mình đồng hương ạ, xin giới thiệu các chị cho các em, nên đây em nhận ra mấy đồng hương rồi ạ. Xin mời nhà 08 nhỉ, em Tuyết Nhung nhỉ. Dạ, em chào các anh chị ạ, em là Nhung, em sinh năm 83, hiện giờ thì em đang ở Hà Nội ạ, em ở Mỹ Đình, Hà Nội. Còn công việc hiện tại của em hiện giờ đang làm về phần coaching, là bên em làm về trị liệu tâm lý và chữa lành các tổn thương cho các cái thân chủ. Về vấn đề về tâm lý, em không phải là giáo viên ạ, tại em cũng muốn tham gia cái chương trình nhất là về cho bản thân. Bản thân em trước đây thì em cũng không có thói quen đọc sách nhiều đâu ạ, và thì sau khi mà em làm về tâm lý này thì bắt đầu từ lúc đấy thì em cũng có cơ hội đọc sách nhiều hơn, thì bây giờ em cũng muốn tham gia chương trình này để được thói quen đọc sách hơn. Thứ hai nữa là giúp cho các con của em hai bạn nhỏ, một bạn thì học lớp 8, một bạn năm nay lên lớp 10, một bạn thì 8 tuổi thì năm nay lên lớp 3. Đó, thì các con thì vì là bố mẹ cũng không có thói quen đọc sách nhiều cho nên là các con cũng vậy, nên là em cũng rất là muốn là thay đổi bản thân và đồng hành với các con em, ít nhất là trong gia đình mình có một cái bạn giúp cho các con được yêu sách nhiều hơn ạ. Em rất là vui được giao lưu học hỏi các anh chị đấy ạ. Xin hết ạ. Thế nhưng coaching. Dạ. Cái gì đấy? Bên em coaching về cái gì đấy? Nãy nghe rõ nhỉ? Dạ, bên em coaching về tâm lý anh ạ. Thầy thì chị xin phép hỏi Nhung một chút nhé. Bên Nhung có coaching để cho cái trường hợp là mình có một bé cháu, con nhà ông anh trai ấy, thì nó xa mẹ từ lúc nó mới có chưa được 2 tuổi ấy. Thì ở với ông bà, sau đó là ở với chị gái, vì chị gái mình là không sinh được con. Đấy, thế thì có thể là do gia đình nuông chiều. Thế sau khi mà chị gái mình đi bước nữa thì là phải về ở với ông bà, thì là dẫn đến là bây giờ nói thật là cháu vô cùng hư, mà ăn cắp kinh khủng luôn, nói dối không biết chớp mắt. Bao nhiêu tuổi? Cháu năm nay là lớp 9, đang chuẩn bị lên lớp 10 đấy. Căng không nhỉ? Đúng với thời điểm này. Bên em có coaching về cái tâm lý này không? Bọn em có. Thông thường thì bọn em sẽ coaching cho cái người mà trực tiếp mà tham gia và nuôi dạy của bạn ý. Vì thông thường thì mình vẫn biết là tất cả những cái gì mà nguyên nhân gốc rễ mà để khiến cho các bạn ý hình thành những cái thói quen hay là cái tính cách hiện tại ấy, đều là sẽ ảnh hưởng từ những cái trải nghiệm trong quá khứ, từ đến lúc mà bạn còn khoảng tầm trong cái giai đoạn cửa sổ vàng, những là những cái ấn tượng đấy, những cái dấu ấn đấy theo bạn ý và hình thành cái thói quen đó. Nên là cái tác động của người xung quanh mới là cái cần thiết nhất đến với bạn ý. Trong bọn em thì thường là ví dụ như các phụ huynh cũng hay đến và có hỏi là bây giờ con tôi có vấn đề ABC gì đó, thì thường là bọn em sẽ thường là làm việc từ bố mẹ trở đi đó. Thì mình vẫn biết là cha mẹ là nhân, con là quả ấy. Thì thông thường sẽ là từ những người mà sinh ra bạn ý, những người mà tác động lên, gây nên những cái mà ấn tượng đấy cho bạn ý. Nếu mà thế thì nhà mình thì phải coaching cả ông bà, cả bố, cả cô à, cả chú à, nhiều quá nhỉ. Thường là những người nào mà nuôi dạy trực tiếp bạn ấy thì sẽ là người tác động đầu tiên đến bạn ấy. Bởi vì là đúng là cũng hoàn cảnh cũng thương, ai cũng cảnh thương. Nhỉ, bạn này đúng là cũng thương cả. Thực sự là ai cũng thương, kể cả các em, hai đứa con nhà mình lúc nào mình cũng phải bảo nó là chị rất là thiệt thòi, nên là con không được ganh với chị, lúc nào cũng phải yêu thương chị. Thế nhưng mà nó cứ ăn cắp thôi, có để nó thiếu cái gì đâu, nhưng nó cứ ăn cắp. Thậm chí là... em hiểu vấn đề rồi, cái vấn đề của mọi người là mọi người thương nó đó chị. Bởi vì em bây giờ em cũng làm bên cái ngành đó mà, nên em hiểu vấn đề rồi. Yếu là tại vì bạn ấy đang muốn thể hiện bản thân ấy, hoặc là bạn ấy sẽ muốn thu hút cái sự quan tâm của mọi người.
chứ còn cái tầm tuổi này là các bạn đang như vậy, bạn đang còn đứng lại từ đó. Nhưng liệu có thể, liệu có thể mà có hy vọng được là sau này cháu sẽ thay đổi không? Có chị, có chứ ạ. Tại vì thực ra bản chất của con người đều là tốt mà chị. Chỉ là hoàn cảnh đã đưa đến bạn như thế, nên là bắt buộc cái hoàn cảnh cần phải tác động lại, ngược lại với bạn ý. Có thể là những cái người mà sinh ra bạn ý đang không nhận, hiện tại không nuôi dạy bạn ý, nhưng mà bạn ý thiếu thốn về mặt tình cảm, nên là tất cả những cái người mà xung quanh bạn hiện tại không phải là người sinh ra bạn ý. Nên cái việc là vết thương bù đắp cho bạn thực sự là đối với bạn không đủ. Thực ra là mẹ cháu thì đúng là không biết dùng từ gì để miêu tả về cái người phụ nữ này. Con ra Bắc ở với bố, ở với ông bà từ năm nó 2 tuổi mà chưa một lần nào sinh nhật gửi cho nó một món quà hay gọi cho nó một cú điện thoại. Mình đã có lần mình gọi điện vào mình mắng đấy. Mình bảo này chị, thế bây giờ em chẳng biết chị giàu nghèo như nào, nhưng mà chả nhẽ sinh nhật con chị không tiết kiệm, chị mua được cho con một con búp bê à? Tức là mình đã còn nói đến mức như thế. Thế nhưng mà ra với quan điểm của em thì ai có lý do riêng của mình ấy, mà mình sẽ có thể hiểu được bản thân họ. Thực ra họ làm điều gì đó cũng là có một cái chủ tính tích cực của bạn của họ thôi ạ. Nên là bọn em cũng không phán xét đánh giá những người như vậy. Chỉ là ví dụ như bạn chắc, đang... chị Trung xin số của Tiết Nhung ấy. Rồi rồi, chị hiểu ý. Rồi, bây giờ mọi người tập trung vào nội dung chính nhé. Tiếp theo thì mời bạn Thủy. Cả nhà mình điền vào cái form này chưa ạ? Điền form nào nhỉ? Điền form chị Trần Linh. Cái form mà ban tổ chức gửi lên ấy, Hiểu và Thương ấy anh. Chỉ có N08, N08 là bạn N08 là bạn 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 Nhung chưa điền. Nhung, chị Nhung điền giúp em nhé. Bật máy tính tại vì là trên điện thoại của em đang không vào được cái file đấy. Ừ, mình vào bằng máy tính cho nó nhanh ạ. Điền điện thoại nó hơi lâu tí. Sang trong khi chờ phải tải điền. Tải về em. Phải tải về đúng không? Không, điền trực tuyến đấy. Chứ nếu tải về thì là mọi người không xem được đâu. Em phải điền trực tuyến. Em cứ bấm vào cái link trên trên nhóm ban cán ban tổ chức ban cán sự ấy. Thì là xong bắt đầu là em vào. Ồ, thế này, đây. Vâng. Em từ máy của em không sửa được, không hiểu tại sao. Thì căn nhà điền cũng gần đầy đủ rồi. Anh Trung à. Anh Trung chưa điền. Anh chưa điền, anh chưa điền. Nhắc người khác điền là mình chưa điền là không ổn à. Đang đi hỏi. Thôi cái đây để tí nên làm mọi người nhà mình cứ làm việc tiếp. Bây giờ thì bây giờ đến nhà 09 rồi đấy, mời nhà 09 đi ạ. Dạ. Cứ chia sẻ nha. Đây, đợi em chút em bật cái này. Ố. Không ẩn đâu mất. Nó có 2 ship, nó có 3 ship. Em Hiếu ơi, em nói trước đi. Em Hiếu. Ừ, anh Trung tập trung vào điền đây. Còn chị Hiếu thì giới thiệu. Ở đây mình có 3 cái ship. 3 ship. Mình điền chủ yếu vào Hiếu và Thương và với Hoàng Viện. Các anh chị ơi, em xin phép ạ. Em xin phép em là... cán sự của nhà 08 ạ. Em xin phép em giới thiệu, sau đó là em xin phép anh chị em phải out ra trước bởi vì là em chuẩn bị đi làm nhiệm vụ chấm thi vào lớp 10 ạ. À. Ừ. Em cũng xin phép không bật cam bởi vì là đang có 3 bạn nhỏ. Chúc mừng em 3 bạn. Vâng ạ, em xin phép được giới thiệu với các anh chị ạ. Em tên là Nga, em sinh năm 1985. Em là giáo viên dạy bộ môn ngữ văn của trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân ở phố Tô Hiệu, Hà Nội ạ. Vâng. Em có 3 bạn nhỏ, một bạn thì 11 tuổi, một bạn 6 tuổi và một bạn 4 tuổi ạ. Và hiện tại thì em cũng đang chủ nhiệm một lớp 7. Và trường em thì rất là đông học sinh, có đến 60 lớp cơ ạ. Thế mà mỗi lớp thì trung bình cũng phải 55-60 bạn. Là trường rất là đông và cũng làm chủ nhiệm được 3 năm rồi ấy. Xong lại có 3 bạn nhỏ nữa, cho nên là em rất là may là được tham gia cái hành trình kiến tạo văn hóa đọc này để thứ nhất là giúp các bạn nhỏ ở nhà có được một cái cách đọc sách đúng nhất
và cũng muốn lan tỏa văn hóa đọc đến với trước hết là học sinh lớp mình chủ nhiệm, và thứ hai là có thể có những cái chương trình dành cho nhà trường và hỗ trợ thư viện của nhà trường để có được những cái tiết lên thư viện hữu hiệu nhất và có giá trị ạ. Vâng, em xin phép hết ạ. Chào em. Vâng. Nga đi làm đi. Chị, vâng ạ. Hôm nay là chị cũng phải đi làm, hôm nay là trực thi đây, thế nên là. Vâng. Thì em xin phép các chị, các anh ạ, em cũng phải đi sớm chút đấy ạ. Vâng. À, chào em nha. Vâng ạ, chào các anh chị nhá. Vâng. Vinh ơi, dạ. Anh hỏi này sao chả tìm cái chỗ nào điển nhỉ? Anh đang mở cái ship hiểu và thương này. Đây, em ship hiểu và thương, em đang ở cái ship hiểu và thương, em kéo lên đi, kéo lên nhà 08. Nhà đấy. Nhà 09 anh, của nhà 09 anh Trung ơi này. Đấy, Trung, đấy bấm vào đấy, bấm sang bên cạnh. Đấy, bấm vào khó khăn của ban cán sự. Bản thân em thấy ban cán sự có khó khăn gì thì ghi, mà không thì ghi là không. Em chung là một cái khó khăn quá, tăng khó khăn lên. À đây rồi. Thôi mọi người cứ làm việc tiếp đi. Nhà 08 có mấy thành viên của ban cán sự? Nhà em có 2 thôi ạ. Nhà mình ơi, nhà mình thống nhất là như em có trước tham gia các nhóm khác, mỗi người dành giới thiệu sương sương dành cho 1 phút, trong bên kia mỗi người phát biểu gì đó là họ sẽ bấm giờ, mỗi người 2 phút chẳng hạn, thế chỉ được trong khuôn khổ thôi để cho nó xoay vòng ấy, thì mình thấy cũng rất là hay, hợp lý đấy. Và bây giờ tiếp tục đi, nhà 09 đi, mời nhà 09. Và em giới thiệu luôn nhé, em là Nguyễn Thị Trung, quê ở Hải Dương, sinh năm 1979. Bây giờ em riêng là giảng viên đại học, em dạy ở khối khoa. Bây giờ em rất muốn tham gia chương trình này để đưa cái văn hóa đọc vào cho các học sinh. Xin mời em Hiếu. Anh ơi, Hiếu đang xin phép là không bật mic được ạ. Đây ạ. Vâng. Thế mời em Thủy. Vâng. Xin chào tất cả các anh chị. Em tên là Thủy. Em thì là một người ngoại đạo. Em không phải là giáo viên, nhưng mà cũng vì mê đọc sách và cũng vì chưa biết cách đọc sách cho nó hiệu quả nên là tham gia vào hành trình này cùng với cả mọi người. Rất là mong được học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị dày dặn kinh nghiệm ở đây. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Anh Trung, em xin phép tí, anh Trung ở Hải Dương đúng không? Ừ, anh Hải Dương. Vâng, anh Hải Dương, cho phép em kết nối với anh nhé. Okay, anh dạy toán nhỉ, đúng không? Anh dạy toán. Trung ơi, Trung. Dạ. Trung đọc luôn số điện thoại đi để tí nữa đỡ phải đi. Đúng rồi. Đúng rồi, anh đọc. Của em là 0976 ạ. 0976. 853. 853. 538 ạ. 538, ok. Vâng, anh có ở thành phố không? Anh ở Thanh Hà, Hải Dương đấy, quê Vải Thiều đấy ạ. Thanh Hà, vâng, em biết rồi ạ. Giá mà chúng ta đến em ở khu Bách Khoa. Sau này mình đặt là dịch nhỉ, nó không dịch thì em gặp nhau thì hay. Vâng. Anh Trung là gần chỗ em đấy. Em Vinh ở ngay Thanh Nhàn đấy. Anh Vinh, Vinh là cũng dạy cùng với cả anh Trung à? Không, Vinh ở bên Trí Tuệ Việt Nam chị ạ. Vinh ở em, bên Trí Tuệ Việt Nam à? Gần thôi. Vinh ở gần à? Dạ. Thế nhà mình còn ai nữa không nhỉ? Mình chắc là vừa đủ rồi đấy ạ. Vừa đủ hết. Trung Vinh cũng ở Hải Dương à Vinh ơi? Em ở Quảng Ninh cơ. Quảng Ninh à? Vâng, bây giờ em xin có ý kiến một chút. Bây giờ nhà mình đi vào vấn đề chính là mình thảo luận xem là có những cái vấn đề gì trong việc hoạt động điều hành của ban cán sự, những khó khăn và những cái đề xuất như thế nào đi nhỉ? Thì em cũng rất muốn là học hỏi cái kinh nghiệm từ các nhà khác ấy. Để hôm nay mình thảo luận là vấn đề là khó khăn của ban cán sự khi mà mình rất là khó khăn. Dạ. Mình có thể chia sẻ một chút. Vâng. Em xin phép chia sẻ trước. Thực ra là ví dụ như em thì cũng bận về công việc thôi, chứ còn cũng không có cái gì cả. Thế nhưng mà tuy nhiên là có những cái mấy ngày hôm nay, ví dụ như là có những cái công việc mà nó gần kiếp nó mệt, đây là cũng ít thời gian để giao lưu với nhóm.
Nhưng mà nhóm em được cái là có hai bạn, bạn Vân với cả bạn Kim thì rất là ok tham gia tất cả các cái hoạt động của nhóm, cho nên là nhóm cũng khá là tốt. Kim có khó khăn gì không Kim? Hiện tại bây Kim giờ thì bận lắm nhưng mà vẫn 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 tham gia rất là ok các cái hoạt động phong trào. Mình có vẻ kém các cái hoạt động phong trào. những hoạt động phong trào thì thầy cô nhóm y là rất là tốt, còn mình có thể là làm tốt những khâu khác. Vâng. Thầy cô chia sẻ tiếp ạ. Chúng ta không không có nhiều thời gian đâu, đến 6 giờ 15 con 5 7 phút nữa là hết rồi. À, nhà 05 còn ý kiến gì không ạ? Dạ không ạ. Nếu nhà 05 phép được chia sẻ về cái khó khăn của ban cán sự, thì thực ra là nhà mình có hai ban cán sự là mình và bạn Tâm. À, bạn Tâm thì rất là bận và đặc biệt là cái thời gian này bạn ấy đang dạy sinh 12, bạn đang ôn thi, thế nên bạn cũng bảo là thôi mọi việc thì chị làm hết, còn lúc nào mà chị bận quá thì chị nhắn em. Thế nên là gần như là một mình điều phối của hoạt động của nhóm. Trong nhóm mình thì thực ra mình rất thích cái vòng tròn đệ nhị thân, tuy nhiên là chính bản thân nhóm mình thì là mình chưa làm tốt được cái này. Lý do đó là Tâm là người sắp xếp cái vòng đệ nhị thân, nhưng là cái vòng đệ nhị thân lần một ấy, thì có một bạn là phải chăm sóc mình, nhưng quả thật trong suốt quá trình chưa bao giờ bạn ấy gọi điện hay là bạn nhắn tin hay bạn làm gì để thể hiện cái sự là quan tâm đến mình, thì mình hôm mình hỏi là có quan tâm ngược lại không được đấy. Thì khi mà mình quan tâm ngược lại thì đến hôm nay gần như là mình trợ giúp các bạn, và sau khi Tâm thay đổi vòng đệ nhị thân lần thứ hai thì lại lại một bạn nữa lại cũng rơi vào tình trạng như thế, thì thôi thì mình cứ nghĩ là đến đây để giao lưu là chính và mình học hỏi theo cái cảm nhận của mỗi người, nên là mình cũng không không nặng nề cái vấn đề đấy, và nên là đến bây giờ thì mình nói rằng là vòng tròn đệ nhị thân của nhà mình là không thành công, không thành công được, bởi vì mình đã đưa ra quy định là mình gửi là mình là người gửi thông điệp, thì mình gửi cho bạn đệ nhị của mình, đệ nhị của mình lại gửi cho đệ nhị của bạn ấy, bao giờ mình nhận được cái thông điệp đó thì tức là cái vòng tròn này nó khép kín, nhưng đến bây giờ chưa một vòng tròn nào khép kín. Thì mình thấy rằng là đúng là cũng 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 rất là khó. Và khi mà mình tổ chức hai buổi họp Zoom riêng thì của nhóm mình ấy, thì là chưa lần nào được 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 đầy đủ tham gia, đông nhất là 6 trên 11 người, vì mọi người toàn có những cái công việc, có những lý do riêng của mọi người, nó rất là khó. Thế nên là về cái này thì mình chỉ có thấy cái khó khăn nhất đó là ai cũng bận nhiều công việc và lịch học của mọi người nó quá là chồng chéo, thì nó chỉ khó khăn như thế thôi, chứ còn về việc làm bài tập hay là về những cái khác thì mình thấy là nó cũng khá là ok. À, mình xin hết ý kiến, mời nhà 07 đi ạ. Nhà 07 đâu nhỉ? Nhà không Lệ phải Hằng. có Lệ Hằng. chị Vũ Lệ Hằng. Em đây ạ. Cái khó khăn của nhóm em là thứ nhất là em chưa biết cách kết nối cái đội nhóm sâu sắc, và cũng như là nhóm 06 chị Trung có chia sẻ ấy, là cái vòng tròn đệ nhị thân của nhóm em thì đúng là mọi người cũng cũng chưa đi trọn vẹn vòng tròn, và mọi người cũng có một số người thì cũng đã biết nhắc nhở đệ nhị thân của mình, nhưng một số người thì cũng họ cũng chưa chưa có nhắc nhở, và mình vẫn tức là ban cán sự vẫn phải là người mà nhắc nhắc nhở và động viên họ. Cái nữa là nhóm em thì một số người cũng họ một số thành viên họ cũng bận khá là nhiều công việc á, là mọi người chưa thể tham gia trọn vẹn các buổi học Zoom hoặc là làm bài tập, và mọi người còn làm bài tập khá là muộn đó. Đấy là cái khó khăn của nhóm em ạ. Bạn Giang, mời bạn Giang chia sẻ cái khó khăn của bạn ạ. Chắc là chị đã chia sẻ hết rồi nên là em cũng không có ý kiến gì. Vậy là do chắc là nhóm em các em với đây bạn Giang cũng còn khá là trẻ nên là cũng chưa có nhiều những cái kinh nghiệm, nên là rất là muốn học hỏi những cái kinh nghiệm từ các anh chị đi trước. Nhóm mình hai lãnh đạo trẻ quá. Ơn cả nhà. Vâng, mời nhà 08 đi ạ. Vâng. Thì
em cũng chia sẻ cái khó khăn của bản thân em. Thứ nhất, đầu tiên là cái nhóm nhóm em thì cũng khá là đặc biệt, là vì toàn các thầy cô, nhưng có một mình em là không phải thầy cô thôi. Nhưng mà khi mà đăng ký làm ban cán sự thì mọi người đều là không nhận đó. Cuối cùng là em vẫn muốn là hỗ trợ mọi người nên em nhận. Và thực ra là về bạn ban cán sự, bạn Nga cũng là ban cán sự ở nhóm em, thì bạn ấy khá là bận nên là rất là ít khi có thể là tham gia để mà động viên cả nhóm được. Nên là chủ yếu là em vẫn đang làm một mình đó, cái thứ hai. Nên là đôi khi chính bản thân mình nhiều khi em cũng hơi lắm lúc là chính bản thân mình người gật một chút, cho nên là kiểu lắm khi là mình cũng thấy là hơi cô đơn tìm một chút trong nhiều điều đấy. Cái thứ hai nữa là về vòng tròn đệ nhị thân thì em cũng thấy là em cũng làm chưa tốt, thì bản thân em cũng thấy một số thành viên là em cũng cứ phải nhắc hàng tối này, ví dụ em cũng cần em đều phải nhắc từng cá nhân một ấy. Em là người nên là điểm danh toàn bộ nhóm xem là ai mà chưa làm, thì bắt đầu em lại nhắc từng cá nhân một, lại nhắc cả đệ nhị thân đấy, là nhắc nhau đi đó. Nên là em thấy cái phần làm đệ nhị thân cũng chưa tốt. Cả giống như chị Trung cũng nói, bạn đệ nhị thân của em, bạn cũng coi như là em là nhóm trưởng thì em sẽ tự có trách nhiệm, không bao giờ nhắc em cả chẳng hạn thế. Nên là cũng có những đôi khi thì khoảng có một hai buổi là em bận công việc quá hoặc là bị sao nhãng nhiều nhiều việc, nên là mình nhiều khi không dành quá nhiều thời gian được cho nhóm ấy. Thì có những hôm mà em quên không nhắc một cái là sẽ, kiểu gì cũng sẽ có thành viên ở trên một bài đó. Thì các bạn mọi người vẫn đang bị động ở trong cái điều đấy ấy. Thế là em cũng chưa có cái kế hoạch thực sự và cụ thể cho nhóm, nên là những cái buổi học nhóm cũng thường là vẫn có học, và tuy nhiên cũng chưa hôm nào là đầy đủ các thành viên cả đó. Vâng, đấy là cái khó khăn của em mà em chia sẻ ạ. Em cảm ơn ạ. Nhà chín nhà anh nhỉ. Anh chia sẻ với em cứ hô hào đệ nhị thân, họ gọi cho cái bạn kia trước, nên nếu mà không được nữa thì đến lượt mình, hay là cái lôi kéo thêm đúng là thường thì em sẽ vẫn nhắc là ví dụ buổi sáng dậy chẳng hạn, mặc dù em biết là thường thì ai thì em đều nhắc là đấy, em gọi người này, nhắc các bạn đấy là gọi điện nhận thân của em đi, em vẫn cứ nhắc vậy. Thỉnh thoảng thì em cũng sẽ nhắc cả tất cả, ví dụ thiếu bài tập thì em sẽ đăng hết lần như thế, em đều sẽ tag tất cả những người đang thiếu lên trên nhóm, và em cũng nhắc các bạn nhận thân nhắc nữa. Nó cũng chưa được thực sự là hiệu quả. Thế thì cách làm của chị với của Nhung cũng khá là giống nhau đó. Vì ví dụ như chị ấy thì là mình cứ trưa khi mà chuẩn bị ăn xong nghỉ ngơi đấy, thì là mình lướt một lượt xem là những ai đã làm bài rồi. Thế sau đến buổi tối ăn cơm xong thì cứ tầm độ 9 giờ là bắt đầu là chị khua một lượt. Trước kia thì mình nhắn, ví dụ như bạn số 1 đã lộ bài thì mình nhắn cho bạn số 1 là nhắc số 2 đi. Thế thì như thế là nó chỉ được cái bạn số 2 thôi. Thế còn cái bạn số 3 người ta lại, cái người số 2 lại không có trách nhiệm nhắc người số 3. Nên nó dẫn đến cái là sau chị là cũng tàng hết lên, và thậm chí là kể cả đến cái chỗ mà trả bài ấy, mọi người đi lạc mình lại còn phải đi tìm hộ và đưa về đúng chuồng, cứ trêu bảo là bò ơi đi lạc rồi về chuồng đi, thì là bắt đầu mọi người lại cười khà khà với nhau là đi lại bảo nhau đi tìm nhau, thì cũng nó cũng có cái vui của nó. Thôi nhưng mà trên tinh thần là ban cán sự thì mình thông cảm với mọi người, và khi mà mọi người khó khăn thì thôi thì mình cứ tớ thì tớ quan điểm là thôi mình giúp được cái gì thì giúp, giống như là cái tứ nhiếp pháp mà nó là cái cho đi ấy, thì cho đi cái sự quan tâm, cho đi sự hỗ trợ đấy cũng là cho đi. Thế thôi chúng ta cứ hoan hỉ vui vẻ, quan trọng là chúng ta có được cái và trình. Và đến nhà 9 nhỉ? Nhà 09 rồi đấy. Em thì và em cán bộ chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà may quá là có hai em Thanh Thủy và em Hiếu là rất nhiệt tình, làm việc kinh khủng. Mọi người thì tinh thần. Nhưng tuy nhiên là cái buổi họp Zoom của đội nhóm trong tuần vừa rồi thì chưa ổn lắm. Mọi người làm bài tập thì khá là tốt. Mọi người cả nhóm này tinh thần là viện cao. Nhưng mà chưa có Zoom mà chưa có nhiều những cái chủ đề để trao đổi với nhau. Trong tuần này, trong kinh nghiệm này phải Zoom nhau cái.
dài dài một tí, sau trong Zoom hẹn mọi người dài dài tí xem đưa ra các cái chủ đề cụ thể để phát biểu hơn, để nó những đưa những chủ đề nó thiết thực hơn. Đấy là cái dự định trong trong tuần này. Thì lát nữa ba anh chị em bàn với nhau. Nhưng mà trong tuần vừa rồi thì có lãnh đạo ở bên mình Thanh Thủy là đưa ra rất là nhiều chủ đề, nhiều cái hay ho nên mọi người thấy hưởng ứng và nhiệt tình lắm. Thì em Thủy ơi, em chia sẻ tiếp cho mọi người nhỉ. Vâng, thì hiện tại thì em thấy có một cái khó khăn là tức là cái hành trình này của mình, cái mục đích là của mình là để đọc sách và để đưa ra được cái hiệu quả của việc đọc sách trong việc là mình áp dụng vào thực tế đời sống của mình như thế nào ấy. Thì bây giờ hiện tại là em thấy rằng là trong hoạt động của nhóm mình thì mới chỉ dừng lại ở quả xanh thôi, còn cái việc mà đưa quả vàng và quả đỏ vào để thảo luận trong đội nhóm thì nó tức cái mặt này nó chưa được rõ ràng lắm ấy. Thì tức là bản thân em cũng nhiều khi là mình cũng chưa hiểu để làm thế nào để áp dụng cho chính mình ấy. Thế nên là mình cũng rất là khó để việc để mà đưa vào. Nên là đấy là cái khó khăn của bản thân em. Là tại vì thực ra là như mới là Thanh Thủy này, như bản thân mình thì đọc nó hơi bị chậm, thế nên đâm ra là mình đọc để cho nó hết thôi. Nhưng mà nếu mà ban cái sự mà đọc được trước ấy, đọc được trước mà chọn được ra những cái hay cái nõi để đưa vận dụng được thì đúng là hay. Nhưng mà công việc nó bận nên đâm ra này cứ đọc để cho nó gần như là để cho nó hoàn thành xong cái quả xanh, đang gọi là cố sơi nó quả xanh nên là chưa kịp chín nó lại sang cái loại khác ơi. Rồi thì như là đã hết giờ, chúng mình vào Zoom nhỏ rồi để ra Zoom lớn thôi cả nhà. Em thấy nhắn tin trên nhóm là như thế. Nhà mình chuẩn bị ra làm nhá. Thế là chúng ta cũng đi hết được rồi đấy, cũng hiểu được rồi. Và rất mong là hôm nay, trong cái buổi hôm nay, là mình rất rất muốn được kết nối với bạn Tuyết Nhung, bạn Chí Trung và tất cả các bạn trong ban cán sự của bốn nhà. Thế thì có gì thì nhắn lên trên thông tin lên trên nhóm ban cán sự thì mọi người chia sẻ số điện thoại để chúng ta kết bạn nhé. Vâng ạ. Chúng ta xin phép rời khỏi phòng. Nhà mình ai có chiêu gì hay thì chia sẻ nhé. Mọi người nhắn thêm nhỉ. Rồi đúng rồi, xong chúng ta chia sẻ thêm sao. Em mời cô Huy ạ. Mời cô ạ. Để khỏi mất thời gian, để tận dụng thời gian mà thì mình xin ý kiến trước một tí. Thì báo cáo với cả nhà mình, tức là thực ra ấy thì mình cũng chăn trở về cái đội nhóm của mình, thì cũng rất là mong muốn là trong ban tổ chức của mình sẽ có đưa ra những cái lời khuyên cho mình, và mình cũng mong muốn là được kiểu chia sẻ trên cái nhóm lớn xem nào cái giải pháp của mình như thế nào để cùng nhau góp ý, bởi vì mình thực sự là rất là tâm huyết trên cái chương trình văn hóa đọc của trường của mình. Và dự kiến của mình là mình muốn là đưa cái văn hóa đọc đấy là đến trường mình cũng như là xã mình, tại ở một cái huyện gọi là xa xôi, cũng gần như xa xôi nhất của thành phố Hà Nội ấy. Bởi vì là ở đây thì mình cảm giác thấy là vừa rồi có một cái khởi duyên ấy, là khi có một cái chị mà cũng là vợ của ông chủ tịch, chị đã cho mình cho bên các cái hiệu trưởng của các trường đi tham quan cái mô hình của thầy trường học ngành của thầy Trần Việt Quân, trường Sanh Tự Đức ấy. Thì mình cũng thấy là rất là vui khi được cái tham dự. Thế nhưng mà thực lòng mà nói là trong cái chuyến đi đấy, mình cũng quan sát thấy rằng là có đến 100 người ấy, cả ba nhà trường gần 100 người đi dự, nhưng mà cái số lượng người thích ấy thì lại không nhiều. Chỉ có độ, mình nghĩ là chỉ 3 người là người ta cảm thấy tâm huyết thôi. Thế còn lại là hình như là họ cũng cứ nói một câu là mình làm sao mà làm được như thế, mình làm sao mà thế là về luôn. Thế thì mình vì cái sự tâm huyết đấy, là và bắt đầu từ đấy mình mới khởi duyên là cái việc mà quan trọng là cái đọc sách mà để tiến tới cái văn hóa đọc.
Thế thì với cái đội nhóm của mình thì ngay từ đầu là mình cũng làm sao mình rất là ngưỡng mộ cái cô Mão ấy, ở trong cái văn hóa đọc này, bởi vì mình thấy là cô cũng làm được rất là nhiều cái tốt, mà đặc biệt là vấn đề đọc sách giúp học sinh ấy, thì đấy là những cái mà mình còn đang thiếu, mình rất là ngưỡng mộ cô Mão. Thế thì mình khi mà mình thấy cái kết quả thấy là như vậy thì mình làm luôn ở trong cái việc mà khi cô dạy tiết nào thì mình cũng cho giáo viên vào, cũng bảo mời giáo viên vào đó, luôn là một vài phụ huynh cũng vào đấy. Đấy, thế nhưng mà cái khó khăn của mình ấy là làm như thế này, vì là mình muốn là sang cũng quan sát ở trong cái nhóm 14, mình thấy nhóm 14 cũng rất là tích cực đấy. Đấy, thế thì mình cũng học hỏi được từ chỗ cô Mão nói chung và nhóm 14 nói riêng cũng rất là nhiều thứ. Thế thì còn nhóm 12 thì mình giao cho hai bạn, đó là một là bạn Giang và bạn Hoa là phụ người phụ trách ở trong nhóm đấy. Thì thực ra mình thì có một cái hạn chế của mình là về vấn đề công nghệ thông tin, về công nghệ mà làm những các thứ đấy là mình cũng hạn chế, bởi vì là gần như là cái chiến lược, cái định hướng nhà trường của mình đang hiện hành ấy, thì trường mình là một trường mà có chất lượng, nếu mà chất lượng học chung ấy là cũng đúng là top 1, top 2 của huyện đấy, chứ không kém, nhưng mà cái công nghệ của mình rất là cũng là kém, cho nên mình chỉ chiến lược mình đưa ra cái gì và giao cho những người thực hiện là họ thực hiện thôi, thực hiện theo, thực hiện, chứ còn cái về cái việc mà đưa trực tiếp làm là mình không trực tiếp làm một cái hẳn một cái gì cả, nhưng mà cái gì cũng có bàn tay của mình. Mình nghĩ là đấy là cái tố chất của người lãnh đạo thì mình cũng vẫn phải mình làm như thế, thì không biết có đúng hay không. Thế còn trong cái việc này thì khi mà giao cho cái vận hành trong cái nhóm 12 ấy thì mình thấy là như này. Đầu tiên thì mình áp bảo cả trường để xem tìm cái nhân tố tích cực để tham gia. Thì thực ra trong 10 người này thì mình có cảm giác là chỉ được khoảng độ 3-4 người thôi là họ tích cực. Thế còn lại là số kia là họ không tích cực gì cả, lúc nào cũng phải đôn đốc nhắc nhở mà gần như là cũng bắt ép ấy. Thì bây giờ với cái vai trò của hiệu trưởng nhà trường vẫn là trong cái trường mình, thì mình cũng không thể nào mà bây giờ mình đưa ra là ép cái này được theo luật được, theo nghị quyết từ chi bộ cho đến nhà trường được, mà mình nghĩ là đây thì bây giờ nó vẫn phải là tự nhiên để khơi dậy người ta. Ví dụ như là tới đây vào năm học mà văn hóa đọc vào mà mình triển khai cho nhà trường thì đương nhiên là mình phải ép rồi, ép giáo viên làm và đưa vào các cái thưởng phạt phân minh và kỷ luật rõ ràng là tới đây mà vào trong nhà trường khi mà đưa văn hóa đọc vào là chắc chắn là mình làm được đấy. Bởi vì lúc đấy là nó sẽ xây dựng trên cái tinh thần là từ chi bộ nhà trường cho đến hội đợi trong ban trung tâm cho đến hội đồng nhà trường, công đoàn, tất cả các thứ. Nhưng còn bây giờ cái như thế này thì mình cũng không thể ép được, mà chỉ có động viên thôi. Mình chỉ động viên nhưng mà đôi khi mình cũng vẫn ép đấy. Thế nhưng mà cái hiệu quả thì nó chưa cao. Đấy, thì bản thân mình cảm nhận từ khi mà cái văn hóa đọc mà trong cái mấy tuần này thì mình thấy thu được rất là nhiều thứ. Và mình cũng đã làm gương luôn là cái mình có cái sổ đọc sách luôn, và mình cũng vẫn ghi chép này, và cũng đã làm bài tập này để sau này mang lên để cho các cô trong trường thấy được là mình cũng làm gương như thế nào, phải để lại bút tích, chứ không phải là chỉ có học có nghe rồi nó trôi đi mất rồi không có cái bằng chứng gì là mình ngồi học cả. Với hai nữa là khi mà đúc rút được hàng ngày này thì bản thân mình ấy thì mình cũng rất là chịu khó học hỏi đấy. Không những học ở đây mà còn học cái loa pháp thoại, nghe pháp thoại buổi sáng, mình cũng ghi chép nội dung vào để mình đúc kết, để nó bổ trợ cho nhau. Đấy là mình như thế, và mình cũng rất tâm niệm với những cái câu nói, ví dụ như là không ai mà gọi là giàu, tức là không ai nôm na, tức là không phải ai là đã bằng lòng với tất cả mình đã có, tức là không thiếu cái gì. Nhưng mà cũng không ai là nói là mình không có cái gì để cho đi. Tức là có một cái câu nói mà trong góc chia sẻ đấy thì mình cũng nhận được ra rằng là ngày trước mình nghĩ là cứ cho đi là bằng vật chất, nhưng bây giờ thì mình thấy rằng là cái giá trị tinh thần với mình có những cái giá trị kiến thức và nhiều thứ khác nó còn quan trọng hơn là vật chất. Đấy thì để khẳng định cái câu là không ai có thể nói là mình không có cái gì để cho đi. Đấy thì mình cũng rất là tâm nguyện câu đấy. Và trong cái việc suy nghĩ của mình thì mình nghĩ rằng là không ai mà lập kế hoạch cho sự thất bại, mà chỉ có thất bại vì không lập kế hoạch. Thì mình cũng rất là nghĩ
cái câu nói đó để vận hành ở trong cái đội nhóm của mình. Đấy thì ngày hôm nay thì mình vì trông chờ đấy thì mình cũng nghĩ là trong ban tổ chức ở trường là có hai người là đủ rồi. Thế nhưng mà thực ra thì mình nghĩ là nếu mà mình vào trong ban tổ chức này thì nó sẽ là tốt hơn. Thế thì mình nói về cái vấn đề mà của cái đội nhóm của mình ý, thì đấy mình vừa nói rồi. Bây giờ phải làm thế nào để cho mọi người tâm huyết một cách thực sự, mà mình thì mình đang dùng cái hình thức là cho đi bằng tiền của rồi đấy, nhưng mà nghe chừng là nó cũng vẫn chưa ổn lắm. Bởi vì nói thật với các bạn là cái chỗ mà đọc sách này là mình cũng vừa là giao nhiệm vụ cho anh em, đồng thời là cũng cho anh em là gọi là một cái phần thưởng nhỏ nhỏ ấy, là mỗi một tuần là 100.000 để cho những người mà tham gia và có đúc kết. Và 3 tuần đầu thì mình để làm như thế này, tức là trong 2 tuần đầu, tức là chỉ cần ai đó vào nghe trong cái chương trình mà của văn hóa đọc của mình thôi, vào nghe và báo cáo lên là có nghe này, là mình đã cho tiền rồi. Thế xong rồi sau 2 tuần đấy thì mình bắt đầu bảo không thể làm như này được, này nghe xong rồi biết là người ta nghe có thật sự hay không, thì mình mới đòi hỏi là nghe nhưng mà phải ghi chép lại để vào trong sổ để chụp ảnh để báo cáo lên trường đấy. Thế là mình lần sau thì mình lại nói như thế rồi. Thế nhưng mà xong rồi tiếp tục mình lại nghĩ rằng là nghe rồi nhưng mà cũng không biết là người ta có nghe thực sự bằng cái trái tim của người ta không, hay là người ta chỉ nhìn thấy cái đúc kết của mọi người mà ghi lại thành cái đúc kết của người ta. Nhưng mà mình nghĩ rằng là thôi, nếu mà người ta cũng không dậy sớm được để học hành hoa được thì thôi, người ta cứ lấy cái đúc kết của người khác làm cái đúc kết của mình thì cũng là quý rồi. Thế là mình nghĩ là như thế, nhưng mà vẫn điều kiện là để người ta phải ghi chép lại vào trong sổ sách để sau này mà mình phải quay trở lại mình nhìn lại xem là người ta có đúc kết hay không. Còn không biết là đúc kết là đúng hay là sai, nhưng mà với cái quan điểm người ta có đúc kết là tốt rồi. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà đúc kết như thế thì cũng là rất là tốt rồi. Thế thì cái việc mà không những ở trong cái văn hóa đọc này mà khi mà nghe cái loa phát thoại mình nhớ là có cái video trách nhiệm ấy. Video trách nhiệm thì mình thấy là về cái vệ sinh môi trường thì khi mình đưa ra thì cũng có cô giáo nói là thế thì sắm cho chúng tôi cái làn để chúng tôi đi làm tốt cho cái vấn đề. Ôi, mình chỉ có 4-5 phút cho 5 nhà thôi đấy ạ. Và vâng ạ, luôn luôn cả làn thì chỉ có 4-5 phút cho 5 nhà. Vâng, bây giờ chốt lại thì là cái nhóm chị đã có cái kế hoạch chưa? Nếu nhóm chị có kế hoạch rồi thì chị chia sẻ cái kế hoạch ạ. À? Vâng, nhóm chị đã có kế hoạch hoạt động chưa? Cho tuần tới chưa? Cho bắt đầu chưa? Kế hoạch trong tuần tới thì mình làm như thế này. Tức là kế hoạch của mình là mình sẽ vào ban tổ chức họp này, và sau đó thì tuần tới là mình sẽ họp cái nhóm này lại. Họp ví dụ như là một tuần thì cũng như ban tổ chức sẽ họp một buổi hẳn hoi và đầy đủ. Thế xong rồi sẽ đưa ra cho cái hình việc là quan sát phân tích đúc kết đấy, đúc kết trong cái vấn đề học sách. Và mọi người cũng đang đưa ra cái ý kiến là như thế này, thì mình cũng hỏi luôn ban tổ chức là nếu như mà đọc sách mà nhiều như thế, mọi người nói là đọc như thế rất là nhiều, thì có chăng là ban tổ chức có thể giúp được là cô đọc lại là cái chương nào là quan trọng để cho người ta mà cứ đọc cái lướt thì qua kia nghe thôi, thì còn sách nói, còn khi mà đọc sách ấy, thì người ta đọc ở cái chương nào để cho mà có cái hướng cho người ta cảm thấy đỡ là phải nhiều. Thế thì thôi, mình cũng tạm thời thì chỉ biết là công việc đấy là sẽ họp và phân ra là mỗi người sẽ kèm nhau một cách là cụ thể hơn. Vẫn là biết là ban tổ chức đã làm rồi nhưng mà cũng chưa làm được tốt. Vậy là cái đệ nhị thân của nhóm chị cũng chưa hẳn thành công đúng không ạ? Vâng, mọi người vẫn chưa chăm sóc nhau tốt, và bên chị cũng chưa họp Zoom đều đặn anh chị em trong ấy. Đúng rồi. Ôi, rất cảm ơn sự chia sẻ của chị. Tuy nhiên là vừa nãy là nhóm số 10 rồi, bây giờ mời nhóm số 11 ạ. Vâng, Dung ơi, Dung chia sẻ đi Dung ơi, nhóm 11. Chị Dung ơi. Dung ơi. Chắc là em chia sẻ luôn chị ạ. Em Hiền. Vâng, em Hiền. Em Hiền ạ. Hiền chia sẻ. Vâng, các chị có nghe rõ không ạ? Có em ạ. Vâng, em sẽ chia sẻ ngắn gọn trong 5 phút thôi.
Em là nhóm 11, em là ban cán sự. Đó thì em cũng là ban cán sự đâu ạ. Nhưng mà khoảng sau 2 tuần thì em có vào ban cán sự. Thì em bên em có một số khó khăn như sau ạ. Thứ nhất là có một số thành viên khoảng tầm 30% thì vẫn còn ít tương tác trên nhóm. Hầu như rất ít tương tác luôn. Còn lại 7% thì mọi người cũng tương tác khá là nhiệt tình. Thứ hai đó là giờ rất họp ấy. Ví dụ như họp làng, họp nhóm ấy, thì cái thời rất họp có người vào muộn hoặc là được bận nên ra sớm hay là nó cũng không được 100%. Cái khi đó chỉ được khoảng 50%, 70%. Thứ là thứ hai. Thứ ba là bởi vì cái hành trình của mình nó dài ấy, khoảng trong 3 tháng. Nên là nó sẽ có rất là nhiều những cái hoàn cảnh liên quan đến sức khỏe hoặc là công việc gia đình ấy. Nên là họ điều đó cũng có thể dẫn đến vấn đề là cái việc tham gia không được 100%. Thì nó dẫn đến cái vấn đề là cái sự đồng nhất trong cái tư tưởng, bởi vì nó không được tham gia đầy đủ trong tất cả cuộc họp ấy. Nên nó dẫn đến cái việc là nó không thì những cái người mà không tham gia thì nhiều khi họ không được 100%. Vì là khi mình nghe cuộc họp thì nó có rất là nhiều ý, còn kể là mình ghi lại trong video ấy, hoặc là mình nghe lại nó không thể hết được. Thế là một số cái khó khăn em thấy là nó chính nhất của bên nhóm của em. Thứ hai vấn đề bài tập thì thực ra thì khi mà hôm trước em thấy mọi người chị chị Dung có phản ánh là ví dụ như chị phải nhắc một số thành viên cứ vào cuối giờ tầm 11 giờ hơn tối á, thì lại hay phải nhắc một số thành viên chưa làm bài tập này. Nói chung ngày nào cũng phải nhắc, vì có tầm khoảng 2-3% á là ngày nào cũng phải nhắc. Thứ hai là khi mà bài tập nhóm của tuần ấy thì cũng khoảng tầm 7% thì cũng rất là sát sao rồi hỏi thăm là làm như nào, ai là người làm rồi chốt lại rồi thì có bổ sung gì không để hoàn chỉnh bài. Còn lại một ví dụ vẫn còn, em vẫn thấy là có 30% thì người ta cũng không khen te nhiều lắm, nên là không có hỏi han gì cho là xong chưa, là như nào hay bổ sung hỏi. Ví dụ như ban giám sự hỏi lên là có bổ sung gì không thì cũng không có ý kiến gì, không có tham gia để góp ý cho nó hoàn chỉnh hơn. Thì em thấy trong tất cả các hoạt động thì luôn hầu như đều có khoảng tầm 20-30% á là họ sẽ ít khen. Liên quan đến vấn đề giờ giấc sinh hoạt á thì em cũng thấy vấn đề chung là khó bị sao nhau về thời gian chung á, nhưng là nó ít khi là được 100%. Cái được 100% thì nó vẫn được, ví dụ như từ 5 giờ đến 6 giờ nhiều khi mọi người sẽ chỉ vào được khoảng tầm dưới một tiếng, không nhiều hơn 5 giờ đến khoảng hơn 6 giờ một tiếng là ra. Thì cái phương án của nhóm em qua tối hôm qua bọn em cũng có vào và cũng có nốt ra, tức là mấy chị em cũng đã trao đổi với nhau rồi và cũng đã nốt ra mấy cái như này. Thứ nhất là thật đầu hôm trước em cũng thấy có mấy vấn đề như thế, thì em cũng có nhắn lên nhóm á là như này đó. Thì sau đấy thì các chị cũng trao đổi với những cái ý kiến của mình ấy, thì em thấy để mình bắt đầu mình có thể đi dài với nhau ấy, thì đó là mình phải chấp nhận cái sự khác biệt của từng cá nhân, mỗi cá thể nó sẽ khác nhau, thì nó sẽ sinh ra những cái hoàn cảnh khác nhau và nó rất là khác nhau luôn. Mình không thể áp đặt của mình vào người khác được, mình bắt buộc phải chấp nhận cái sự khác biệt đấy. Mình đang học cái tuyển đàn ông sao hỏa là mà sao tít thì mình chấp nhận sự khác biệt của đàn ông, thực ra là chấp nhận cả sự khác biệt của cả phụ nữ nữa. Trong cả một tập thể mỗi người sẽ là một tính cách khác nhau, rất là khác nhau luôn. Thứ hai là để mình, cái này nó là thực ra khi mọi người tham gia một hành trình này có rất nhiều người đang chưa có thói quen được đọc sách hàng ngày, nên là mình chấp nhận vấn đề là tạo thói quen dần dần. Ở thói quen cái này thì em nghĩ là tất cả mọi thứ thói quen của mình đều bắt đầu bằng vấn đề là tạo một cái kỷ luật của vấn đề đó. Ví dụ như đọc sách cũng thế thôi, hàng ngày mình làm bất kỳ việc nhỏ nào mà mình muốn có thói quen á thì đều là thói quen, đều là làm hàng ngày hết. Có thể là chỉ làm 15, 20 phút hoặc 30 phút thôi, nhưng mà phải làm hàng ngày, không được bỏ qua ngày nào cả. Đấy chính là gọi là thói quen của mình. Thì em thấy có một câu rất hay ấy, đó là suy nghĩ thì tạo lên lời nói, lời nói thì tạo lên hành động thì tạo lên tính cách. Hành động của mình ấy, nó tạo nên thói quen, thói quen thì tạo lên tính cách của mình, tính cách thì tạo lên cuộc đời của mình. Thế là em rất là tâm đắc với câu đó. Thế là mình muốn xây dựng cái thói quen nào thì bắt buộc là mình bắt đầu từ ý nhận thức và đi đến sau đó là đi từ những hành động hàng ngày của mình. Thông thường thói quen mình xác lập thì thông thường như ban tổ chức đưa ra khoảng tầm 100 ngày. Rồi tiếp theo là những công việc cụ thể hơn, ví dụ như là mình có hẹn giờ thì báo trước nhóm vào, nhắc nhở mọi người vào cái nhắc nhở
thần mắc tại sao là có thiếu bạn nào không, thì mình cũng tăng thêm các bạn và gọi cho các bạn để các bạn đi nào, thì có thể là đang quên những tổ chức giống như chị Dung ấy, là ngày nào cũng phải tầm 0 giờ hơn 0 giờ em thấy ngày nào cũng phải cái tầm đó thì mới mới chốt được danh sách, nên là chắc là sáng hôm sau thì cũng sẽ muộn hơn 1 giờ một tí. Thứ hai là em thì em muốn em nhóm em á, thì em nghĩ là có những gì rất hay ấy, em sẽ chia sẻ với nhóm để gắn được lan tỏa năng lượng của mọi người cho nhau, và chia sẻ những điều thú vị hoặc là những cái điều hay hay ho mình cảm thấy hay nhóm cho mọi người học hỏi. Tiếp theo là mọi người có ý thức gì bắt những người mà gặp khó khăn, những người mà thấy làm muộn hay nào thì mình có thể hỏi là khó khăn thì sao mình cần hỗ trợ support thì không. Tiếp theo là một cái ý nữa là ví dụ như là mình đang bị bí về ý kiến ấy, thì có thể là toàn những hàng xóm mà xem họ có gì hay không để hỏi. Và một cái nữa rất quan trọng em thấy rất là hay, đấy là để muốn hiểu nhóm của mình ấy, thì thực ra mọi người hàng ngày mọi người sẽ nộp bài lên ấy, thì nó sẽ thể hiện một phần nào cái tính cách của mình ấy. Thì mình hàng ngày mình đọc những cái bài trong nhóm, tất cả những cái bài mà mọi người nộp ở trên đó ấy, thì mình sẽ hiểu tính cách của mọi người hơn. Đề xuất để ban tổ chức của em nói chính là mọi người phải kiên nhẫn nha. Thứ hai là tác động tâm thức và hàng ngày bằng video hình ảnh. Tiếp theo là ban tổ chức thì có thể là giới thiệu một số công cụ liên quan đến làm video hoặc là sơ đồ clean map ấy, cho các cái nhóm mình tham khảo. Ở phương pháp 2012 thì ban tổ chức ra ban tổ chức đang làm như thế rồi, mình có thể là review lại đó, và mình cũng liên tục nhắc lại khi mà nhóm hơi down một tí thì mình nhắc lại cái quy định của nhóm. Những một nhóm này mọi người như được lấy lại năng lượng tiếp tục hành trình của mình. Quan trọng nhất để mình đi hết hành trình chính là tính kỷ luật thôi. Kỷ luật những nhận mọi người sẽ nhớ lại câu tính kỷ luật thì sẽ là chúng ta sẽ là đi được hết hành trình. Em biết rồi, cảm ơn chị nhé. Anh chị một lát nữa thì mọi người sẽ rồi, biết ơn em rồi, cảm ơn em. Em vừa cho tất cả mọi người nghe về những cái khó khăn và thuận lợi của nhóm em. Và đặc biệt đó là cái phần gieo và gặt của em rất là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn nhóm 12. Rồi, mình xin phép nhóm 13 đi. Nhóm 13, Tuấn hay là Trang? Nhóm 13 đi em. Trang ơi, Trang chia sẻ đi. Anh đang bận tí. Hiện nay nhóm 11 của em là tổng số có bao nhiêu thành viên em nhỉ? Nhóm em có 4 thành viên ạ. Không, chị không nói ban cán sự mà tổng số thành viên trong gia đình ạ. Hiện tại là 8 chứ 8 chị ạ. 8 thành viên. Mà 4 trong cán sự rồi. Rồi, tuyệt vời đấy. Rồi, tiếp theo. Nhóm của chị Khuy là có bao nhiêu thành viên đấy ạ? Nhóm 12 có bao nhiêu thành viên ạ? Nhóm chị có 10 em ạ. Vâng ạ. Nhóm 10 là có bao nhiêu thành viên ạ? Nhóm 10 em có 9 ạ chị ạ. Rồi. Nhóm 13, mời nhóm 13 đi ạ. Nhóm 13 chia sẻ cho bọn mình nghe với. Vâng ạ. Dạ vâng, thì trước hết thì em được xin gửi lời chào đến các cô, các anh chị ở trong là kiến tạo văn hóa đọc ạ. Thì em là thành viên của ban cán sự của nhóm 13. Dạ không biết là mọi người có nghe được em nói không ạ? Bởi vì em nghe rõ trong... em ạ. Dạ vâng. Thì hơi nhỏ đấy em chị ạ. Nhưng mà nói to hơn chút rồi. Nói nhỏ không nghe rõ. Người chắc loa to lên một chút. Thì tại em cũng đang ở trong phòng cùng với các bạn nên là em sẽ cố gắng nói to hết có thể ạ. Dạ vâng, thì em xin thay mặt cho ban cán sự nhóm 13 chia sẻ. Thì hiện tại thì nhóm em đang có 11 thành viên. Thì trong những cái tuần vừa qua hoạt động cùng nhau thì cũng gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Thì có 11 thành viên thì trong đó có một thành viên thì anh ấy cũng chưa hăng hái tham gia vào cùng đội nhóm. Đôi khi thì cũng bỏ qua những cái hoạt động của đội nhóm mà không cùng nhau thực hiện. Và có những thành viên thì có rất là nhiều những thành viên hăng hái ạ, hăng hái cùng nhau sôi nổi hoạt động. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì có những cái thành viên mà chưa hăng hái thì thành ra là cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái hoạt động của nhóm. Thì kiểu như là một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cói ạ. Cứ một mắt xích này thì sẽ ảnh hưởng đến những cái mắt xích tiếp theo. Thì mặc dù là ban cán sự đã cố gắng là
cùng nhau để chia sẻ, cùng nhau đưa ra những cái giải pháp để cùng đội nhóm hiểu và thương nhau nhiều hơn. Thế nhưng mà do có lẽ là do cái đặc thù công việc của mỗi người thì mỗi người sẽ có những cái công việc bận riêng, có những cái mối quan tâm riêng nên là chưa hoàn toàn là tập trung vào đội nhóm. Thì trước đây thì nhóm em cũng chưa có những cái buổi mà cùng nhau họp. Thì cách khoảng 2 tuần trở lại đây, từ 1 tuần trở lại đây thì nhóm em mới bắt đầu là xây dựng để họp Zoom nhóm hàng ngày, hàng tuần nhé. Sau đó thì cũng, trước đó thì cũng đưa ra những cái giải pháp là cùng nhau hoạt động, cùng nhau chia sẻ và cũng đưa ra những cái kỷ luật của nhóm. Thế nhưng mà mọi người thì đấy, như em chia sẻ là trước hết là cũng mọi người cũng bận nên là đôi khi thì nó cũng chưa được hiệu quả lắm. Thì bài tập nhóm thì có hôm đủ, có hôm không. Có những cái buổi vào mà họp chung với cả làng thì cũng có những người bận thì cũng chưa nắm hết được những cái kiến thức mà ban tổ chức chia sẻ. Thì đó là những cái khó khăn mà nhóm em đang gặp phải. Trang ơi, cái chăm sóc đệ nhị thân của bên em như thế nào? Cái áp dụng chăm sóc đệ nhị thân ấy. Dạ vâng, đệ nhị thân, cái chăm sóc đệ nhị thân của nhóm em thì chúng em đặt ra là quy định là mỗi ngày, mỗi đệ nhị thân thì sẽ gọi điện với đệ nhị thân của mình để chia sẻ trong vòng khoảng 15 đến 30 phút, chia sẻ về những cái bài học cũng như là chia sẻ về những câu chuyện ở trong cuộc sống. Thì có những người thì đã làm được và có những người thì vẫn chưa kiểu hoàn thiện lắm về cái chưa làm tròn trách nhiệm lắm trong cái phần đệ nhị thân đấy ạ. Thì mọi người mới chỉ chia sẻ ở cái mức gọi là chia sẻ những cái kiến thức ở trong bài học thôi, cũng chưa có nhiều thời gian để chia sẻ cho nhau về những cái cuộc sống gia đình, cũng cảm thấy là chưa đủ mở lòng với nhau ấy ạ. Đó. Thì đó là những cái một số cái khó khăn mà nhóm 13 đang gặp phải. Thì mong là các thầy cô, anh chị ở trong làng có thể chia sẻ cho nhóm em nhiều những cái kinh nghiệm hơn để xây dựng những đội nhóm cùng nhau đi lên và cùng nhau lan tỏa những cái văn hóa đọc cho đến cho bản thân cũng như là đến với mọi người ạ. Rồi, cảm ơn em Trang nói riêng và cảm ơn đội nhóm 13 nói chung. Em ơi, thì đội nhóm của em đã có cái kế hoạch gì cho đợt tới chưa? Sau khi mình học cái tứ nhiếp pháp và cái lục hòa, vậy thì ban cán sự cũng đưa cho mình là làm một cái kế hoạch ấy. Thì bên em đã làm chưa và có thảo luận làm và có vấn đề gì không? Cái này thì nhóm em cũng trong ban cán sự thì cũng chỉ trao đổi mới trao đổi qua ấy ạ. Thì như nhóm 12 rồi thì cũng nói rồi đấy ạ. Thì trước hết là phải tôn trọng những cái điểm mà khác biệt, riêng biệt của mỗi cá nhân. Thì trước hết là chúng em sẽ tôn trọng những cái nhu cầu mong muốn của mỗi cá nhân đó. Thì sau đó thì chúng em sẽ chia sẻ nhiều hơn với nhau để hiểu nhau hơn, này thương nhau nhiều hơn và cùng nhau tiến lên phía trước. Thì chúng em tin là chỉ có trái tim thì sẽ chạm được đến trái tim ạ. Thì sẽ cố gắng để hiểu nhau nhiều hơn. Thì trước mắt là nhóm em đã đưa ra những cái phương án như thế ạ. Cảm ơn các nhóm. Và hôm nay thì xin phép đến lượt chia sẻ của nhóm số 14. Xin hỏi nhóm cô Huy là nhóm số bao nhiêu ạ? Số 12 em. Số 12 ạ. Vâng. 12 chia sẻ rồi. 12 chia sẻ đầu tiên rồi. Đến lượt nhóm số 14 thì chị mời Quân, Quân chia sẻ của nhóm mình đi. Vâng, thay mặt cho nhóm số 14 thì em cũng chia sẻ một số ý kiến về hoạt động nhóm của nhóm số 14. Và thực mà nói thì em nghĩ mãi mà không ra cái khó khăn của nhóm em là cái gì. Bởi vì mọi người đều rất là hài hòa với nhau, đều rất là thân mật với nhau. Và trong cái việc hoạt động nhóm thì chúng em không phải mất nhiều công để cái việc mà phải nhắc nhở các thành viên trong nhóm là làm bài tập đâu.
Bởi vì là hầu hết mọi người đều rất là tự giác và có ý thức và có trách nhiệm cho cái hoạt động của mình. Ví dụ như là chẳng hạn như là bình thường thì bài tập ngày chẳng hạn thì là sẽ hạn đến 18 giờ. Thì là chúng em cũng chỉ cần nhắn một cái tin rất là ngắn gọn, mang cái tính chất gọi là nói vui một chút thôi. Ví dụ như là sẽ thay đổi cách, ví dụ như là thay vì nhắc một cách nó hơi khô cứng một chút, ví dụ như là bạn A, bạn B hoặc là bạn C nào đó chưa làm bài tập thì vào làm ngay nhé chẳng hạn như vậy. Thì thay vì cái lời nói nó cứng nhắc như vậy thì mình cũng có thể chế biến cái câu nói của mình, cái lời nhắc của mình nó thành một cái lời nói vui vẻ nào đấy. Ví dụ như là hôm trước thì nhóm trưởng của chúng em là chị Mão chẳng hạn, thì chị nhắn cái tin như thế này mọi người cũng rất là buồn cười. Ví dụ như là lớp trưởng A quản ca B hoặc là lớp phó C cố gắng hoàn thành bài tập nhé. Vậy thì lập tức là mọi người sẽ hoàn toàn có thể mà làm với cái tâm thế gọi là tự giác, hoàn toàn không có bất kỳ một cái áp lực nào cả. Tính cho đến thời điểm hiện tại thì em vẫn chưa thấy được một cái gì gọi là khó khăn ở trong cái hoạt động của nhóm của em cả. Có lẽ rằng là cái đầu tiên là cái ý thức tự giác của tất cả mọi người, cái khơi dậy được cái tinh thần tự giác và cái ý thức trách nhiệm của tất cả mỗi cá nhân đối với lại cái hoạt động nhóm của mình. Em xin hết. Cảm ơn Quân. Thật ra cũng phải chia sẻ với tất cả các anh chị em rằng cái người mà trong nhóm của số 14 chúng mình là hoặc là Quân hoặc là Thanh lúc nào cũng làm bài tập đầu tiên. Có hôm đợt trước thì có, vì Quân cũng đang vướng vào lớp 9 mà lại có những cái chuyên đề của sở cho nên hơi bận hơn một chút, thì Thanh sẽ làm đầu ngay ạ. Thanh sẽ nhận, cứ mở mắt ra là Thanh sẽ nhận ngay bài tập đầu giờ và chuyển về nhóm, và Thanh là người làm luôn đấy, và Mão sẽ là người chốt nhóm. Thế nhưng không phải thức như Dung, vừa nãy Dung nói như của nhóm số 11 ấy ạ. Mình ví dụ như là vừa đợt này là em Linh, em ấy phải dậy ôn thi cho lớp 12 chẳng hạn. Em xin phép với mình là em nộp muộn. Mình là không sao, em cứ nộp muộn, em cứ làm bài tập xong em nộp. Vậy thì mình còn nộp trước cả Dung, bởi vì mình đi ngủ 10 rưỡi mình đã nộp xong mình đi ngủ. Cho nên mọi người rất có ý thức, cho nên là mình không phải lo lắng lắm về cái việc đó. Mình còn đang định đề nghị với Nhật là hôm nào mà bài tập không đầy đủ mới báo cáo, chứ bài nào hôm nào bài tập mà đầy đủ rồi thì không báo cáo nữa. Đấy. Bởi vì bây giờ là ngày nào nó cũng đầy đủ hết ạ. Vâng. Thế thì thật ra là anh chị em bên nhóm mình là hiểu và thương rất tốt. Đặc biệt nếu bây giờ mọi người có thể hỏi bất kỳ một thành viên từ số 1 đến số 9, mình có thể đọc rõ, đấy, tức là mình có thể đọc rõ địa chỉ ở đâu, mình không nhớ được số điện thoại, nhưng mình có thể đọc rõ được địa chỉ ở đâu, nghề nghiệp là gì, chồng con như thế nào. Tức là mình đã hay mắc cái bệnh đó là đi sâu vào quần chúng nhân dân, đấy, cũng phải nói thật là như thế. Cho nên là mình hỏi anh chị em, và khi đó thì chúng mình họp cái việc mà họp nhóm đều đặn ấy ạ. Họp rất nhanh, chỉ cần họp hô hào cái tối nay chúng mình họp nhá. Thế là họp xong luôn, bởi vì buổi tối cũng có anh chị em, những anh chị em tham gia những cái lớp khác, không vấn đề gì cả, bọn mình có thể ghi lại và chuyển cho cái đó. Thế xong là anh chị em xem lại thôi. Đấy nên là những cái, mỗi một người có một cái hoàn cảnh khó khăn, mọi người có thể có những công việc, chúng ta cùng nhau, mục tiêu của chúng ta đến một cái hành trình đó là văn hóa đọc. Giống như vừa nãy chị Khuy có nói ấy, cũng rất cảm ơn chị Khuy về cái cách làm của chị Khuy là động viên anh chị em cả tinh thần lẫn vật chất. Nhưng tuy nhiên mà anh chị em ở trong trường, chị Khuy có nói là đọc sách như này là hơi nhiều quá, mà đặc biệt là trong đó là rất nhiều toàn là các cô, là toàn là các giáo viên đó. Thế thì thật ra là mình đọc như thế nào để mình hiểu được cái nội dung, chứ không phải là lại bảo là giao đọc một chương nào đó. Bây giờ cứ giao cho mình quyển sách, mình có thể tìm hiểu. Ví dụ như xin lỗi các bạn là cái quyển Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, chắc mình đọc chỉ nửa ngày là hết, một ngày cũng là hết. Bởi vì mình chỉ cần đọc mỗi cái chương một mình đã biết hết tất cả nội dung rồi. Thế nhưng mình muốn đi sâu vào cái gì thì mình chỉ cần xem cái clip của nó một cái là mình có thể biết được hết. Vậy thì cũng rất mong là chị Khuy áp dụng được cái việc đó là họp nhóm của nhà đội 12 ạ. Là cá nhân của nhóm 14 chúng em là nên họp nhóm đều đặn. Bởi vì một mặt là chị Khuy vừa rất thuận lợi, đó là hiệu trưởng, và dưới mình là toàn bộ là các nhân viên. Tức là chị Khuy cũng rất là gương mẫu và rất là nhiệt tình. Và đặc biệt ở bên đó lại có một mạnh thường quân, đó là
phó chủ tịch huyện đấy ạ. Vâng, về kinh tế rất vững và họ đang ủng hộ, rất ủng hộ về cái lan tỏa văn hóa đọc này. Bây giờ ngay cả các cô còn không thích thì làm sao lan tỏa cho các con? Đấy, ngay các cô phải hiểu được là mình thích, mình đam mê, và một cái đó thì mình lan tỏa được tới cái việc đầu tiên là mình được cho con nhà mình đã. Đấy, sau đó thì mình sẽ tiếp tục được những cái khác lan tỏa tới học sinh của mình. Thế còn đâu là các đội nhóm thì như nhóm của em thì ban cán sự cũng đã lập ra cái kế hoạch để thực hiện rất là đều đặn. Mình không hẳn là phải tặng quà như của chị Khuy đâu ạ. Mình có thể tặng những cái món quà giống như vừa nãy mà bạn Hiền của nhóm 11 ấy ạ. Đó chính là tặng quà về kiến thức. Vâng, đấy chính là một cái ái ngữ đấy ạ. Vâng, đó chính là phần gieo và gặt cũng rất là hay. Và giống như chị Khuy vừa nãy nói là không ai nghèo đến mức mà có thể không có cái gì để cho đi. Vâng ạ, mình có thể có lời nói, mình có thể có nụ cười. Vâng, có rất nhiều thứ để có mình cho đi. Chính vì cái việc đó cho nên nhóm 14 chúng em là có thể có những, em cũng trao đổi mọi người là có những cái tờ này, có những cái tờ rất hay về sách. Nhưng vì cái điều kiện COVID cho nên mình không thể gửi cho mọi người qua cái đường bưu điện hoặc qua cái đường gì đó. Thật ra một hai tờ qua đường bưu điện gửi nó không ấy, mà em gửi cho mọi người cái đường link, mọi người có thể mua nếu như cái tờ đó nó sẽ rất là in của BK Shop rất là đẹp. Còn cái thứ hai mình có thể là mình tự in màu, đấy là những cái rất là đẹp như thế này. Bản thân em thì em có thể in màu cho học sinh, và cứ mỗi một lần các con xong thì mình tặng cho các con để có những cái động lực. Ngay một cái khi mình nhìn lên đây một cái mình, à, sách là thầy, sách là bạn của mình. Đấy là những cái mà nhóm em gửi tặng cho mọi người. Hoặc là ví dụ như là đầu tuần các mọi người có quan tâm đến một cái chủ đề gì đấy chẳng hạn, ví dụ như chủ đề về giáo dục giới tính cho con chẳng hạn, thì em tặng mọi người một cái PowerPoint. Đấy là những cái mà mình chia sẻ cùng với nhau, xong ai cảm thấy vướng mắc thì lại hỏi riêng em. Đấy thì tức là mỗi một người, mỗi một nhóm có một cách làm riêng. Rất là mong tất cả các nhóm chúng mình cùng cùng chia sẻ, đặc biệt đó là cái phần đệ nhị thân rất là tuyệt vời. Vâng ạ, đấy là ý kiến của nhóm em. Mời các nhóm khác. Dung ơi, nhóm Dung có đóng góp ý kiến gì cho các bạn khác không? Nhóm Diệp. Chị Mão ơi, cho em xin ý kiến một chút ạ. Không biết là em có xin được khoảng 2 phút không chị? Sợ gì như hết giờ rồi ạ. Dạ dạ vâng. Em xin có ý kiến hai vấn đề ạ. Thì vấn đề thứ nhất là nhóm của em thì mọi người rất là nhiệt tình. Từ sau khi mà đã họp được cái phiên họp đầu tiên của nhóm thì từ hôm đó thì không phải ai nhắc ai mà hoàn thành bài tập 100%. Thế nhưng nhóm em có một khó khăn là cái 9 thành viên trên 10 thì một bạn đã phải dừng lại vì bạn bị tai nạn và bạn đã không thể tham gia hành trình được. Thế còn 9 thành viên thì 9 người thì lại là 9 cái công việc khác nhau. Các bạn rất là vất, người làm kinh doanh, người làm siêu thị là cái thời gian kém rất là khó. Và có một bạn thì chồng ấy mới mất, một mình bạn ấy phải nuôi con và làm kinh doanh. Thế thì bọn em đã giải quyết khó khăn bằng cách là gì? Không phải chỉ mỗi đệ nhị thân chăm sóc bạn ấy đâu, mà cả ban cán sự, cả em với cả bạn nhóm phó là cứ có bài tập là nhắn tin cho bạn ấy luôn để cho hỗ trợ bạn ấy nhiệt tình. Vì bạn ấy khó khăn quá, bạn ấy xin dừng hành trình. Nhưng mà em động viên bằng cách là ngoài đệ nhị thân trực tiếp ra, chị và chị Nga phó nhóm sẽ là người chăm sóc em trực tiếp, để em có thể cập nhật thông tin ngay và không phải khó khăn gì khi tìm thông tin, để hạn chế thấp nhất cái việc và thời gian bạn ấy phải tìm những cái tư liệu và thông tin của nhóm để hoàn thành. Chính vì thế cho đến giờ phút này qua 4 tuần thì bạn ấy đã không bao giờ bị không làm bài tập. Nhưng cái việc làm bài bạn rất là trễ, vì bạn rất là về rất là muộn và con rất là nhỏ, một vai bạn ấy vừa làm mẹ vừa làm cha nữa, nên khó khăn nhóm em là như vậy. Thì khó khăn thứ hai của nhóm em là mọi người nhiều công việc nên là rất là vội. Và ngay đầu tiên em đã có ý kiến là không làm nhóm trưởng, nhưng mà mọi người cứ nói nhiều quá và em đã cũng phải thừa nhận. Chính vì thế mà công việc của nhóm nó cũng không được như nhóm chị đâu. Thế nhưng mà em thực hiện bằng cách là phân việc nhỏ ra để các thành viên đều có cái việc để trực tiếp tham gia để gắn kết đội nhóm hơn. Nhưng bây giờ em có khó khăn thứ ba là vì cái thời gian của ban tổ chức ấy, chia sẻ nó bị dài quá. Và đến 7 giờ thì bọn em không thể nào mà có thể duy trì đến tận cùng của buổi họp chung của từng buổi. Cho nên công việc của ban tổ chức đưa xuống là nhiều lúc bọn em không nắm bắt được. Thế vậy thì bọn em cũng đang có ý kiến với ban tổ chức là khi mà chia sẻ thì ban tổ chức sẽ khống chế về thời gian và về số lượng chia sẻ cũng như về nội dung phải trụ vào vấn đề chính, để cho mỗi một hôm kết thúc 6:30
thì ban cán sự bọn em đều có thể nghe được hết cái buổi Zoom của từng buổi và để chia sẻ công việc với anh em trong nhóm. Thì đấy là em ý kiến ngắn gọn vậy, bởi vì em còn rất nhiều điều muốn nói nhưng vì chắc có lẽ là hết giờ rồi chị ạ. Thành chị đã báo là kết thúc từ lúc nãy rồi. Vâng ạ. Rất là tuyệt vời, nhóm Diệp làm rất tốt đấy. Nhóm Diệp làm như thế là mình cũng thấy rất là khâm phục, bởi vì thật ra là do chẳng qua là nhóm mình cũng rất là may mắn, có nhiều giáo viên hơn và mọi người cũng được nghỉ hè. Chứ còn nếu bình thường khó khăn như mọi người làm kinh doanh các thứ là cũng rất là vất vả hơn. Vâng. Vâng, thưa cô là hiện tại bây giờ là còn 40 giây nữa. Thì em xin tổng kết lại những cái điều mà mọi người vừa nói. Thì tất nhiên là những trường hợp của từng nhóm là sẽ có từng cái đặc thù, và mỗi trường hợp thì là sẽ đưa ra một khác nhau, tại vì là mỗi cái vị trí đặc điểm của từng nhóm sẽ có nguồn lực khác nhau, cho nên nhóm sẽ mong là các nhóm sẽ cùng nhiều thời gian hơn để thân hòa và cùng chia sẻ trên nhiều góc độ. Đấy, thì sau đây chúng ta sẽ cùng trở về phòng Zoom chính ạ. Em mời tất cả các thầy cô ạ. Cảm ơn em. Vâng, cảm ơn anh chị ạ. Rồi đấy ạ. Rồi, anh Đông lên tiếng, em xin phép mời anh Đông luôn ạ. À rồi, thì nhóm 16 ấy, anh chỉ là xếp thứ hai thôi. Em xin mời chị Phương Anh giới thiệu trước, sau đó tới em chị ha. Chào mọi người, mình là Phương Anh. Mình là giáo viên cấp 3 trường Tôn Thất Tùng ở Đà Nẵng. Và hôm nay rất là vui được gặp các anh chị trong ban cán sự ở đây. Rất là mong được sự chia sẻ của tất cả mọi người và được học hỏi, đồng hành cùng mọi người ạ. Cảm ơn mọi người. Rồi tiếp Đông. Dạ vâng, em vừa thả tim cho chị Phương Anh ạ. Nhà mình có thể ai giới thiệu xong thả tim cho có tinh thần nha mọi người. Dạ, em thì xin giới thiệu, em thì còn khá là trẻ, em là 9X thôi, bằng tuổi với bạn Minh. Thì em là quê ở Hải Dương và hiện nay đang làm việc ở Đà Nẵng. Thì em thì cũng có trăn trở về cái sách và giáo dục lâu rồi. Hồi 27 tốt nghiệp xong em về nhà, em mở một cái thư viện miễn phí và một cái trung tâm gọi là Dotomo Center giáo dục và sách. Thì em khoái hai cái lĩnh vực đấy, thì cũng đang mong muốn và phát triển và đi lâu dài về hai lĩnh vực này. Thì rất là mong được kết nối với mọi người cả trong cái hành trình văn hóa đọc này, và sau chương trình này cũng vẫn có thể giữ được sự kết nối. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Rồi tiếp theo em xin chuyển mic tới anh Việt ạ. Ôi, cảm ơn Đông, chào cả nhà. Mình tên là Việt, mình đã Việt, mình ở Hà Tĩnh. Mình cũng là làm trong ngành giáo dục. Và mình là ban cán sự của nhà 15. Mình chuyển mic cho Hà nhé. Hà trong ban cán sự của nhà 15. Chào cả nhà, em là Thu Hà, em đến từ Ninh Bình ạ. Hiện em đang làm giáo viên Montessori. Và hiện tại thì bản thân thì có trăn trở trong chính cái việc đọc sách của bản thân. Mặc dù ngày trước thì cái việc đi học nó giống như kiểu là nhiệm vụ của nhiệm vụ, thì đến bây giờ thì mới nhận thức được cái việc học là nó sẽ theo mình suốt cả cuộc đời. Và cái việc đọc sách là nó rất là quan trọng trong quá trình tự học của bản thân. Nên là tham gia hành trình ban đầu thì là với mong muốn, mong cầu đó là để bản thân cải thiện cái việc đọc sách và việc tự học. Sau đó là cũng muốn giống như bạn Đông, đó là có thể mở được một cái thư viện, vì ở cả nhà, cả việc ở nhà chồng và giữa nhà bà ngoại thì hai anh đều gần địa điểm các ngôi trường, thì muốn tạo cái văn hóa đọc cho các bạn ở đây có thể lui tới và đọc sách free. Em xin chuyển mic cho nhà 17 ạ. Chào ban tổ chức, chào cả nhà. Mình tên là Thanh Phong, mình hiện tại đang ở Phú Yên và cũng có ở Sài Gòn nữa. Cũng tại vì có con nhỏ cho nên, với lại cũng có nhà ở Sài Gòn nên là cứ ra vô vậy đó. Mà hiện tại là tham gia cái cộng đồng là với mục đích là muốn có một cái quy trình để mà lan tỏa văn hóa đọc, có mong muốn là xây dựng một cái thư viện giống như bạn Đông, hoặc là cái bạn vừa trình bày á, là muốn xây dựng cái thư viện tại nhà hoặc là
kết nối với lại cái trường ở gần nhà của mình ở ngoài quê đó, để mà làm cái tủ sách cho các con, tại vì về quê thấy các con nó chơi không mà không có làm gì để mà nâng tầm trí tuệ hết, thấy lãng phí thời gian đó, mà mình cũng có thể góp sức được, cho nên là muốn tham gia cái hành này để có một cái quy trình gọn nhẹ để mà làm. Bản thân thì không có cái kinh nghiệm trong cái việc đọc sách với lại hoặc là lan tỏa cộng đồng, cho nên là mình không có cái nguồn lực để mà làm, với lại muốn có cái quy trình để mình đi cho nó bền vững, chứ không nếu mà mình cứ tự mày mò làm thì nó mất thời gian mà nó cũng không có tạo ra kết quả với cái mục đích đó, cho nên là mới tham gia cái hành trình này. Rất mong là cả nhà giúp đỡ, và sau cái chương trình này thì cũng muốn kết nối với lại tất cả các anh chị em trong cộng đồng để mà có thể giúp đỡ lẫn nhau trong cái vấn đề mà lan tỏa văn hóa đọc. Xin cảm ơn cả nhà. À, chị ơi, chị Phong ơi, chị chuyển mic cho một người khác nữa nhé. À, chuyển mic là như thế nào đây? Nhà 18, nhà 17 có mỗi mình chị nên là phải chuyển mic ra cho nhà 18. Mình xin chào cả nhà. Mình là Bích Tuyền, thành viên ban cán sự nhà 18. Thì hôm nay mình rất vui được đồng hành cùng ban cán sự của cả nhà và bạn Ngọc Anh. Các bạn thông cảm tí, mình hôm nay sức khỏe không được ổn định thì mình mới chích cái COVID, vaccine COVID-19, nên hai hôm nay mình sốt và mệt, nên tiếng nói của mình cũng không được rõ lắm. Mình thì là một giáo viên ở Chư Sê Gia Lai, và mình rất là vui và hạnh phúc khi được cái chương trình văn hóa đọc là đã về tại địa phương mình và về trường mình. Cái điều đó điều rất hạnh phúc cho trường mình và địa phương của mình. Và mình mong rằng là mình khi sau khi mình tham gia hành trình văn hóa đọc này là mình rất mong là được lan tỏa cái văn hóa đọc hơn nữa ở trường cũng như ở địa phương mình. Và mình thì bản thân mình là dạy ở cái vùng học sinh đồng bào dân tộc khó khăn, nên mình rất trăn trở về cái việc học cũng như là cái việc nâng cao cái dân trí ở các cái địa phương này. Mình xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi và lắng nghe. Mình mời bạn Châu, nhà 18. Dạ, cảm ơn chị Bích Tuyền. Xin chào bạn Ngọc Anh, thành viên ban tổ chức. Xin kính chào toàn thể các anh chị, các bạn trong ban cán sự của các nhà trong nhóm Zoom của mình hôm nay. Lời đầu tiên thì Minh Châu xin gửi đến toàn thể quý anh chị chúc sức khỏe và chúc cho cuộc sống của chúng ta luôn bình an, hạnh phúc và trao đi thật nhiều giá trị đến cộng đồng ạ. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Trần Thị Minh Châu. Mình hiện đang là giáo viên dạy văn giáo dục công dân ở trung học cơ sở ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Cách cái địa bàn của chị Tuyền sinh sống là 30 km ạ. Thì cũng giống như chị Tuyền, trăn trở lớn đó là mình làm công tác giáo dục và nhất là giáo dục các bạn học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì trăn trở một điều lớn nhất là làm sao mang ánh sáng văn hóa đến cho các em, để làm sao đó tương lai các em có thể bớt khổ, bớt cơ cực, bớt thiếu thốn như thế hệ cha mẹ. Và Minh Châu cảm thấy rất là hạnh phúc và biết ơn ban tổ chức của hành trình kiến tạo văn hóa đọc. Bởi vì khi tham gia chương trình thì Châu có một cái mong mỏi rất là lớn, đó là thứ nhất là rèn cho mình một cái thói quen kỷ luật khi đọc sách. Và khi đọc sách thì chúng ta phải đúc kết, phân tích đúc kết và áp dụng vào cuộc sống như thế nào. Đây là cái điều mà có thể lâu nay mình làm theo kiểu hời hợt và làm cho nó có, cho nên điều này nó rất là ý nghĩa với chính mình, và lớn hơn nữa đó là những người thân yêu của mình, nhất là các bạn con của mình, và xa hơn nữa là mình cũng muốn được đồng hành cùng chương trình để mà có được cái kỹ năng, kinh nghiệm để mà tổ chức cái văn hóa đọc ở địa phương, để làm sao đó thông qua những cái giá trị bài học của cuốn sách
để các em học sinh của mình có thể tìm thấy cái lẽ sống, tìm thấy cái niềm vui, cái hạnh phúc nào đó trong cuộc đời của các em, chứ không chỉ là bám núi rừng hoặc là lam lũ cuộc sống nó cơ cực như thế. Thì đây là cái mục đích, cái mong muốn lớn lao của mình khi tham gia chương trình. Và mình cũng mong muốn là làm sao đó mình có thể kỷ luật bản thân mình hơn, để có thể được tích cực, được nhiệt tình, được tận tâm, tâm huyết như các bạn trong thành viên ban tổ chức của chương trình văn hóa đọc K1 này. Rất là biết ơn ban tổ chức rất nhiều, biết ơn các anh chị em đã lắng nghe em chia sẻ, và chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Sau đây Châu xin chuyển mic cho bạn Quốc Thịnh ở nhà 19 ạ. Xin mời bạn Quốc Thịnh. Rồi cảm ơn chị Châu, nhưng mà nhà 19 là có trưởng nhóm thôi, mình xin mời chuyển mic cho anh trưởng nhóm anh Phạm Hiếu trước đi ạ. À. Cảm ơn Mạnh Thịnh nha. Giang Thịnh nên chia sẻ, thì Minh Châu kết nối với Thịnh, Thịnh đang đại diện cho nhà 19. Sao không cần phải trưởng chức gì hết, mình cứ bình thường thôi, đến đâu mình đến đó. Có trước có sau anh. Xin chào cả nhà, mình tên là Phạm Minh Hiếu. Hiếu sinh ra ở Thái Bình, nhưng mà học hành và lớn lên hiện tại đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiếu đang ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Hiếu có một vợ và 4 con. Ngành nghề chính của Hiếu là một chuyên gia tài chính, nhưng hiện tại giờ Hiếu có khá nhiều mảng kinh doanh, trong đó có mảng liên quan đến giáo dục, đó là về giáo dục con người, phát triển bản thân, và có các khóa về kiến thức dinh dưỡng. Do Hiếu có khá nhiều lĩnh vực, đâm ra là Hiếu đến với hành trình cũng để học hỏi cách để có thể vận hành và xây dựng đội nhóm một cách đoàn kết và nhẹ nhàng, giống như hiện tại như văn hóa đọc đang làm. Bởi vì Hiếu cũng bị thu hút bởi bạn Minh, trước đây cũng thấy Minh cũng vận hành doanh nghiệp và cũng có những đội nhóm rất là vui vẻ và hạnh phúc. Đó là Hiếu bị thu hút bởi đó và cũng rất là may mắn có mặt ở hành trình này. Cảm ơn cả nhà đã cho Hiếu được chia sẻ. Rồi xin mời bạn Thảo nhé. Em chào cả nhà. Lời đầu tiên là em muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy cô. Tại vì cũng đã lâu rồi em mới có cơ hội được tiếp xúc với nhiều anh chị thầy cô mà có tâm huyết và có nhiều cái trăn trở về cái việc giáo dục như bây giờ. Tại vì bé em có một bé là hiện đang học lớp 2. Thì trải qua những cái năm mà bé đi học, em cũng tiếp xúc được nhiều thầy cô, nhưng mà đâu đó là em vẫn chưa có tìm được cái sự đồng cảm trong cái phương cách giáo dục của các thầy cô. Nhưng mà có một vài điều kiện mà mình cứ mình buộc mình phải cho con mình học. Và em thì thay vì em đặt những cái mục tiêu như là mình mong muốn đối với thầy cô, thì em ngược lại em phải chấp nhận những cái điều đó, và em nhìn vào những cái mặt khác của thầy cô để mà em có thể hòa hợp với các thầy cô của bé. Thì khi nãy nghe chị Châu chia sẻ thì em cũng rất là xúc động khi mà chị Châu nói đến những em bé ở cái vùng sâu vùng xa. Thì thật ra là những đứa trẻ ở thành phố rất là có điều kiện, nhưng mà nghe chị Châu chia sẻ là nếu mà có điều kiện học hành thì các bạn sẽ không phải bám núi rừng, không phải có cuộc sống vất vả nữa, thì em cũng rất là cảm động. Mà trong khi đối với những cái đứa trẻ Sài Gòn thì cái việc mà bám núi rừng đối với tụi nhỏ thì chắc lại là một cái khám phá mới. Luôn có một cái sự đánh đổi trong cái cuộc sống. Em cảm ơn những các anh chị thầy cô đã có mặt để mà giúp cho các cuộc sống của các học trò ngày một ý nghĩa hơn. Nhóm 19 của em chắc là cũng có một điều đặc biệt, đó là ba ban cán sự đều không phải là thầy cô. Vì vậy em mong là học hỏi được nhiều ở các anh chị. Cảm ơn. Em mời anh Thịnh nhé. Chào cả nhà, em tên là Phạm Quốc Thịnh, thì em ở quê cũng
Gia Lai luôn, thì cùng với chị Tiền và chị Châu nha. Em ở thành phố Pleiku, thì hiện tại em đang ở quận 10, Hồ Chí Minh. Thì ngành nghề của em là em đang làm marketing. Em đến với cái hành trình văn học, văn hóa đọc này là tại vì em có follow thầy Minh và em cũng muốn chuyển mình để nâng cái giá trị cuộc sống lên đó. Thì em có tham gia này, thì cũng rất may mắn là vô đây học hỏi và cũng thay đổi khá là nhiều. Thì em cũng hiểu được cái giá trị đó, cho nên là em cũng đang hung đúc một cái gì đó để mà lan tỏa cái hành trình này cho nó lớn hơn. Thì tại đó là cái nghề marketing của em, mình phải làm cho nó đúng ý nghĩa. Thì hiện tại cũng đang có suy nghĩ về làm điều đó. Trước mắt là làm những cái video clip hoặc là xây dựng đội nhóm mình trước, thì sau đó lần lần nó sẽ lan tỏa ra thôi. Thì nói chung là em chỉ tạm thời có ý kiến vậy thôi, rồi mình chúc mình thảo luận thì mình sẽ phân tích sâu hơn. Rồi, cảm ơn các anh chị. Em cảm ơn cả nhà, chúng ta đã giới thiệu hết một vòng rồi và em cảm thấy là em rất là may mắn có một cái năng lượng gì đó, thì đi qua một vòng tất cả các anh chị thì em đều thấy có sự liên quan. Thứ nhất là em cũng quê ở Ninh Bình giống như chị Hà, và cũng là giáo viên mầm non Montessori giống như chị Hà. Em cũng đã từng đến Hà Tĩnh và công tác ở thành phố Hà Tĩnh, em cũng đã đến Đà Nẵng làm văn hóa đọc và đến Gia Lai làm văn hóa đọc, cũng như là em đang sinh sống ở Sài Gòn, thì tất cả chúng ta đều có điểm chung với nhau ở đây, rất là may mắn ạ. Tiếp theo thì là để thực hiện cho khách quan nhất và đưa ra nhiều cái ý kiến trong cái buổi học ngày hôm nay, thì em xin phép được bầu một anh chị làm người điều phối trong cái buổi ngày hôm nay và một người làm thư ký. Chúng ta sẽ ghi chép lại những cái nội dung thảo luận ạ. Thì cả nhà cùng cho em ý kiến, chọn ra một người điều phối chính ạ. Điều phối đề cử anh Việt. Em đề cử anh Việt làm điều phối ạ. Mình đang định đề cử Đông đây. Hay chưa? Bởi vì là có lẽ là Đông hoặc là mọi người hiểu quy trình hơn á. Khi này là Khánh Chi có nói về cái quy trình, nhưng mà thực ra mình chưa hiểu lắm về quy trình cách để mà làm, cho nên là mình phải nhường lại cho ai đó. Ai đó please giúp với. Anh Việt ơi, anh Việt cứ điều phối đi, còn bạn Đông sẽ làm thư ký. Đấy, hai anh chị. Dạ vâng, thế cả nhà có thống nhất là thầy Việt và anh Đông làm người điều phối và thư ký không ạ? Nếu mà cả nhà thống nhất thì cho hai thành viên của chúng ta một trái tim. Xin phép là, dạ vâng, em xin phép nhường quyền cơ hốt lại cho hai anh chị. Em xin phép ngồi đây lắng nghe. Tôi thì cảm ơn, nhận nhiệm vụ thôi, biết làm thế nào, đúng không? Nhận nhiệm vụ vui vẻ hoan hỉ. Cảm ơn cả nhà. Thì có lẽ là chúng ta bắt đầu với cái thảo luận á. Chúng ta còn 45 phút để thảo luận, bây giờ chúng ta còn 45 phút nữa đâu. Thảo luận của chúng ta là tổng hợp các vấn đề các thành viên các nhà đang, vấn đề thành viên các nhà đang gặp phải liên quan đến vấn đề làm bài tập hoặc là xây dựng đội nhóm. Thì chúng ta chia sẻ dựa trên cái này. Thì ở đấy là có một số nhà đã có rồi, đã có ghi thế này rồi. Thì mình theo dõi ở đấy là nhà 15 thì nhà 15 ở đây. Là nhà 15 là đã có nói đấy rồi. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng nhà 15 nhé. Nhà 15 nói trước. Thì như Hà nói đi, những cái vấn đề đội nhóm của nhà 15 đi. Và các thành viên của nhà 15 đi. Thì những vấn đề của ta thì ta cứ nói đi Hà, rồi thì xong này tuyệt bổ sung thêm. Hà nói trước nha. Dạ, vâng. Vâng, em ơi ạ. Em sẽ nghĩ lại ạ. Đối với nhà 15 thì có một điều đặc biệt là một cả 10 thành viên đều là giáo viên, nên hiện tại là các thành viên đang nghỉ dịch hoặc là cái công việc ở trên trường lớp cũng được giảm tải, nên là việc mọi người tham gia hành trình khá là tích cực. Trong thời gian đầu thì có một thành viên bị ốm không tham gia được,
thì cái phần này thì nhóm cũng đã phát huy cái phần đệ nhị thân để chăm sóc các thành viên. Thì ban đầu thì có nhận định được có khoảng 2 đến 3 thành viên trong nhóm là ít tương tác với nhóm, kể cả gặp vấn đề nhưng họp nhóm thì cũng chỉ ngồi lắng nghe thôi, ít đưa ra ý kiến. Thì sau khi học cái buổi về tính cách DISC thì mình nhận định đó là tính cách của họ là như thế, và họ thiên về lắng nghe và ít và họ sẽ đồng tình với quan điểm của mọi người khá là cao. Thì cái gặp vấn đề đó là đang chắc là giống kiểu tâm tham vận hành, nên là muốn là ba thành viên còn lại đó cũng muốn hoạt động tích cực trong nhóm giống như 7 thành viên còn lại. Còn về vấn đề như là nộp bài tập hay là các cái buổi Zoom riêng của nhóm thì nhóm hoạt động khá là sôi nổi, tích cực, và bài tập nhóm cũng xin thảo luận sôi nổi, nên là vấn đề khó khăn của nhóm gặp phải cũng khá là ít ạ. Và còn một cái nữa là do cái tính chất công việc và cái việc lịch sinh hoạt cá nhân của mỗi gia đình là khác nhau, nên là việc tương tác trên Zalo khi mà thả những cái bài thông báo về của từ ban tổ chức hay là những cái mà mình tạo động lực cho nhóm, thì cái việc tương tác trên nhóm Zalo đang còn bị ít đó. Thì đấy là cái em nhận được khi tồn tại ngày 15 ạ. Em mời thầy Việt bổ sung ạ. Cảm ơn Ha. Ở nhà 15 thì mình thấy là bây giờ là nhà 15 là bây giờ đã theo quy trình đã tốt lắm rồi. Bây giờ mọi người tự ý thức, tự giác làm bài tập rồi. Một trong những cái điều mà mình cảm nhận mà mình vẫn mong muốn đó là phải làm sao mà nâng cao cái ý thức và cái trách nhiệm của đề nghị thân với nhau. Mặc dù bây giờ mọi người đã khi mà sinh hoạt với nhau thì cảm thấy rất là vui vẻ và rất là đoàn kết với nhau rồi, nhưng mà về ý thức về đề nghị như thế này nó vẫn còn chưa được rõ lắm. Ví dụ chẳng hạn như là Hà là đề nghị thân của mình chẳng hạn, thì mình phải có trách nhiệm phải chăm sóc Hà, thì phải liên quan đến theo dõi giám sát xem Hà đã làm bài hay chưa, hay là hỏi thăm Hà xem có gặp khó khăn vấn đề gì không. Thì cái này thì nó vẫn xảy ra lẻ tẻ nhưng mà nó chưa rõ. Thì mình lại mong muốn là làm sao mà chúng ta cứ hàng ngày chúng ta phải quan tâm đến nhau cơ. Thì đó là một vấn đề mà mình nghĩ là với tư cách là một người trong ban cán sự của nhóm thì mình lại có cái mong muốn như vậy. Còn lại sinh hoạt nhóm thì báo cáo với cả nhà là nhóm 15 là nhóm yêu thương nhau lắm. Thấy mọi người bây giờ chia sẻ mỗi lần họp là sôi nổi mà họp mãi, họp không chịu dừng. Thì cái đó là điều rất là thấy là rất là vui. Còn làm bài tập thì cũng có một số người thì họ cũng cho có tính chất công việc có thinh thông thường, thì bây giờ chỉ có một bạn nữa thôi là hay muộn. Thì nhưng mà bạn cũng đang rất cố gắng. Mình nghĩ là bạn có gặp một số vấn đề nó liên quan đến con nhỏ và liên quan đến cái công việc của bạn, hoặc là gì đó, thì thông thường thì bạn như thế. Thì ở nhà 15 là như vậy ạ. Rồi đồng ghi sơ bộ thôi đúng nhá, cái gì mà em có thể quan trọng đồng ghi. Ok rồi, xin mời nhà 16 nha. Nhà 16 là 16 thì đã khá là ngắn gọn rồi ạ, nên em mời chị Phương Anh đại diện chia sẻ với nhóm mình chị ơi. Dạ, nhà 16 thì nhà 16 bên em thì mọi người trong cái thời gian này cũng đã vào guồng hết và bài tập thì có tương đối là đầy đủ. Tuy nhiên là có thành viên, đa số thành viên cũng nhiều thành viên có việc bận cho nên nộp bài sát giờ, hơi trễ giờ một phần. Về việc sinh hoạt nhóm thì nhóm em có mỗi tuần là một buổi sinh hoạt vào hiện tại là vào sáng thứ năm. Nhưng mà thấy một tuần một buổi thì còn hơi ít và chưa có buổi ký giải đọc sách. Về phương án xử lý của ban cán sự thì tìm hiểu công việc bận của các thành viên, chấp nhận sự bận đó, xem ban cán sự có thể hỗ trợ thêm gì không và thảo luận cùng đề nghị thân và để tìm ra giải pháp. Đề xuất với ban tổ chức là thời gian kết thúc các buổi Zoom thứ tư và chủ nhật là 6:30, sau 6:30 là thời gian tự chọn. Dạ, nhóm em có từng có cái ý kiến thôi ạ.
Vâng, thì em xin bổ sung ý chị Phương Anh một xíu. Đấy là đặc điểm của nhà 16 ấy, sau khi làm DISC xong thì thấy đa phần là tính cách SLC rất là nhiều, nên mọi người rất là chủ động trong cái việc tự làm bài tập của mình. Ok, phần mình xong. Còn cái việc tương tác ấy, là có ai cổ vũ, có ai dẫn dắt thì sẽ tham gia, còn không thì cũng không cần nhất thiết phải chủ động. Và nó có cái hay là lại cũng không có có D nhiều trong nhóm lắm, thành ra chủ yếu là Y. Thì nó cũng đang hơi bị nhiều khi tùy hứng, có ngày trao đổi rất là nhiều nhưng có ngày lại trao đổi nó ít. Thì đây là một cái mà ban cán sự cũng đang có hình thức để kaizen rồi, đấy là đệ nhị thân, mình kaizen hoạt động đệ nhị thân để có một cái hoạt động liên tục mỗi ngày. Còn một cái băn khoăn mà muốn nhóm 16 muốn cả nhà góp ý thêm á, là thực sự với những thành viên có lịch rất là bận như vậy thì có những cách nào để ban cán sự có thể hỗ trợ bạn đó? Đó, để tránh cái việc mà các bạn ấy vừa là trễ giờ nó ảnh hưởng đến cá nhân bạn nhưng cũng ảnh hưởng đến toàn bộ nhóm. Thì đấy là cái mà muốn cả nhà chia sẻ thêm kinh nghiệm. Được không? Nhóm 16 vậy là hết rồi ạ. Cảm ơn Đông. Cảm ơn Đông nhiều ạ. Rồi. Rồi chúng ta tiếp đi nha, nhà 17 nhỉ. Nhà 17 ạ. Dạ vâng, em báo cáo tình hình nhà 17 là không có ai hoạt động trong cái giáo dục, không có ai làm giáo viên hết, chỉ là những cái anh chị mà chắc là được học cái khóa chánh kiến của thầy Quân rồi, xong rồi biết đến cái khóa học này, xong rồi có cảm giác hứng thú rồi tham gia. Cho nên là cái tình hình là lúc đầu á, là khi mà vào á, là 10 người thì đã có 2 thành viên báo bận, xong rồi nghỉ, không có làm, không có theo hành trình nữa. Xong rồi tiếp theo hiện tại còn 8 thành viên, nhưng mà có 3 thành viên là do cái tính chất công việc là không có tham gia các buổi Zoom của ban tổ chức được. Rồi nhà 17 có một cái buổi Zoom của nhóm vào thứ 6, trưa thứ 6 hàng tuần, thì là cái không có muốn tổ chức vào buổi trưa, nhưng mà tất cả các anh chị bảo là không có còn cái giờ nào khác hết đó, cho nên là buổi tối cũng bận, buổi sáng cũng bận, giờ nào cũng bận hết, nên tổ chức vào buổi trưa. Thì có tổ chức vào buổi trưa thì chỉ có một buổi duy nhất là tập hợp được 8 người, còn lại những cái buổi khác á, là tập hợp được 5, có lúc được 6. Anh chị, ba anh chị mà hiện tại là rất là ít tham gia làm bài tập, kiểu cũng ngẫu hứng muốn là lên làm không thì thôi. Một anh là báo là công tính chất công việc về mệt, phải nghỉ ngơi, cho nên là cũng không có làm bài tập suốt từ ngày 5 đến bây giờ luôn. Còn một chị ở nhà, cũng ở Nha Trang luôn, là đang là giáo viên dạy yoga, thì cái tính chất công việc là phải dạy các buổi yoga vào buổi sáng, cho nên là cũng không có tham gia hành trình được. Rồi cũng không báo là các bài tập của chương trình nhiều quá, dày đặc quá, không thể nào mà theo kịp để làm được. Cho nên chị đấy cũng làm bài ngẫu hứng lắm, thích thì làm, không thích thì thôi. Còn một chị là hoàn toàn các cái buổi học của nhóm á, thì cũng hay là của ban tổ chức thì cũng ngẫu hứng, thích thì vào, không thì thôi, nhưng mà vẫn làm bài tập hàng ngày với bài tập cá nhân thường xuyên. Rồi lại còn lại những bạn khác là có tính chất công việc là làm nhân viên văn phòng hoặc là làm công nhân, thì nhưng mà các bạn này có cái tinh thần học tập, cho nên là các bạn ấy cũng cố gắng làm bài tập nhóm, bài tập cá nhân. Nhưng mà có những lúc thì các bạn ấy cũng làm với mang tính chất đối phó, thì các bạn nói là đọc cái quyển sách, tới cái quyển sách Nhân Tố Engine thì các bạn ấy thấm, nhưng mà đọc qua cái quyển Đàn Ông Sao Hỏa Đàn Bà Sao Kim ấy, thì nhiều cái kiến thức mới nó liên quan về tư duy bộ não này kia, thì các bạn ấy thấy nó không kiểu như là đọc không có hiểu được ấy, và làm bài tập cũng mang tính chất đối phó. Có thể là các bạn ấy vẫn còn trẻ với lại vẫn chưa có nhiều cái va chạm trong cuộc sống, cho nên là kêu là phân tích về sao hỏa sao kim này kia, nhiều khi các bạn nói là em hơi khó hiểu và em làm bài tập cũng chỉ mang tính chất đối phó thôi, chứ không có được giống như yêu cầu của ban tổ chức đề ra. Yeah, đó là tình hình của nhóm 17. Thì nhóm 17 nó có vẻ căng. À, chị Phóng, chị có nghĩ đến cái phương án xử lý chi chưa?
cho nhóm. Em đang nghĩ là phương án xử lý là em sẽ liên lạc với từng người lại để hỏi tất cả các thành viên như thế nào, tại vì kêu là đệ nhị thân, nhưng mà có một số cái vòng tròn đệ nhị thân của bên em nó đang bị kiểu như bị vấp á, là ví dụ như là có ba thành viên đã không có tâm huyết với hành trình rồi, có nghĩa là người ta đang có dấu hiệu là không có tâm huyết với hành trình rồi, nhưng mà bây giờ em không hiểu là biết là phải hiểu và thương như thế nào để mà vực dậy tinh thần của anh đấy, tại vì ba cái mắt xích đó nó đã làm cho cái vòng tròn đệ nhị thân nó bị khựng lại luôn, nên là bây giờ em đang nghiên cứu tìm cách nào để mà nói lại cái ba mắt xích đó, với lại nhờ ban tổ chức hỗ trợ, chứ nếu mà những cái mắt xích đó mà nó không có hoạt động thì coi như cả toàn cái vòng tròn nó đã bị khựng rồi đó. Bây giờ em cũng không có kinh nghiệm trong cái việc làm mấy cái tổ chức này, cho nên là phải đang cái tình trạng SOS rồi. Okay. Rồi vấn đề của nhau 17 một chút, mọi người nhớ một tí này để chúng ta cùng hỗ trợ nhau 17 nhá, để coi thử là cô nghĩ cho nhau 17 xem có thử là chúng ta phải làm cái gì để giúp nhau 17, ngay cả nó không phải chỉ có ở nhóm đâu, mà ngay cả ban cán sự nó cũng đang có trục trặc trên đâu đó, đúng không? Thì rất chia sẻ với chị Phong và nhau 17, chắc chắn là một chút là chúng ta cùng giúp nhau 17 nhá. Ôi rồi chúng ta tiến nhau 18 đi. Nơi nhà 18. Dạ, em xin chào ban điều phối. Xin chào toàn thể quý anh chị. Chị Tuyền hôm nay, đúng là chị Tuyền là trưởng nhóm mà hôm nay chị sức khỏe không được đảm bảo, cho nên em cũng xin thay mặt nhà 18 là trao đổi một số cái cảm nhận của nhóm nói chung và của bản thân em trong thời gian sinh hoạt cùng với nhà 18 ạ. Thì đặc điểm của nhà 18 là đầu tiên phân nhóm là có 11 thành viên, sau đó một tuần thì có một thành viên là bạn Thảo Thu là vì con ốm chăm con cho nên là không cam kết đồng hành cùng chương trình được, thì cũng đã trao đổi với bạn và cũng trao đổi với thành viên ban tổ chức. Thì hiện tại là nhà 18 là có 10 thành viên và hầu hết đa số toàn bộ là các anh chị em là giáo viên và ở địa bàn tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, thì xuất phát từ cái vùng miền Tây Nguyên, cho nên là các anh chị cũng nhìn thấy cái cảnh như lúc nãy em đã chia sẻ đó, học sinh nó rất là thiệt thòi so với các bạn trẻ ở thành phố. Và cái đặc điểm chung mà rất là mừng ở đây á, là 10 anh chị em đều là những con người rất là tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, với công việc mình đang làm, và khi tham gia đồng hành cùng với chương trình là tất cả các anh chị em đều đã chuyển đổi mình ở góc độ là yêu sách và mong muốn vận dụng những bài học từ các vị nhân, và xa hơn nữa là áp dụng cho học sinh của mình. Cho nên là cái việc mà hoàn thành bài tập á, mặc dù là chưa xuất sắc như các nhóm khác, nhưng mà em cảm nhận là tất cả các anh chị em ở nhà 18 rất là trách nhiệm với cái việc hoàn thành bài tập của mình. Và trong cái Zoom chia sẻ định kỳ á, mặc dù là nhà 18 là chưa thống nhất cụ thể cái một cái giờ họp cố định, nhưng mà trong mỗi tuần là đều có gặp nhau một lần, ít nhất là một lần. Và trong cuộc họp thì tất cả các anh chị em rất là cởi mở, sẻ chia với nhau và yêu thương nhau, cảm thấy rất là ấm áp ạ. Và cái điều mà em đang cũng như các nhà khác bản thân, cho nên là cái thời gian mà gọi là toàn tâm với lại cái chương trình kiến tạo văn hóa đọc này là cũng chưa được trọn vẹn lắm, mặc dù là có tham gia có trách nhiệm, nhưng mà nói để mà khuấy động sôi nổi như các nhà khác thì lại chưa được điều đó. Thì em vẫn muốn làm sao đó, ở đây cũng không phải là vấn đề lớn để đưa lên làm phiền ban tổ chức, nhưng mà ở góc độ là ban cán sự là ở nhóm thì em cũng trăn trở, cũng mong muốn làm sao đó trong thời gian tới là em cùng với chị Tuyền và các anh chị trong cái đội nhóm 18 là sẽ nỗ lực dành thời gian cho nhau nhiều hơn để mà được hiểu nhau hơn và được thảo luận, được hòa hợp một cách trọn vẹn đúng như là tiêu chí của chương trình đã đặt ra. Dạ, em xin hết chia sẻ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe.
Cảm ơn Minh Tuyên, cảm ơn nhiều. Còn thành viên của nhà 18 là ai nữa nhỉ? Cô có bổ sung gì không? Chị Tuyên đúng không? Cô Tuyên đúng không? Em là Minh Châu, còn chị Tuyên là... Dạ, rồi, chị Tuyên. Cô Tuyên có ý kiến như thêm được không? Mệt nói. Mệt, dạ. Em cũng đồng ý với những cái ý kiến của bạn Minh Châu và em không có ý kiến gì bổ sung thêm ạ. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, xin mời nhà 19 nhé. Nhà 19, anh Hiếu nói trước đi, anh Hiếu. Dạ, cả nhà nghe rõ không ạ? Rồi, tỏ rõ rồi. Dạ, nhà 19 thì chú nghĩ là nó khá là ôn hòa và như nó vô tình làm sao đó nó xây dựng bổ trợ cho nhau. Giống như với bạn Phương Thảo cũng có chia sẻ, cả nhà 19 hình như là có nhà 19 hiện tại có 10 thành viên, trong đó 1/3 là không phải là giáo viên, còn lại 2/3 là giáo viên, và nó phân bổ khá hay là 1/3 đó chính là ba anh chị không có liên quan gì đến giáo dục, thì giáo viên thì lại là người là ban cán sự, thì nó lại giúp cho một điều ấy là giống như mình có làm kinh doanh, mình có bên ngoài tham gia là mình cũng chủ động thời gian nó dễ hơn. Còn lại là các thành viên còn lại đều là giáo viên thì lại có tính kỷ luật khá tốt và trách nhiệm khá tốt, và đều là những người có tâm huyết với lại giáo dục và sách. Nên đâm ra là Hiếu thấy mình khá là may mắn, vô tình được làm nhóm trưởng của nhóm 19, mà gần như là tất cả thành viên đều chủ động hết và đều yêu thương nhau hết. Nên đâm ra là Hiếu rất là đồng cảm với lại nhà 17. Và đó là có lẽ là đó là nhà 19 khá may mắn điều như thế, trong tất cả mọi thứ đều đang rất là suôn sẻ và các đệ nhị thân cũng là hoạt động khá là tốt và mọi người kết nối với nhau. Và trong nhóm của Hiếu thì ban cán sự ba người cũng có ba tố chất là bổ trợ cho nhau, đặc biệt là có bạn Thảo có tố chất là ai tham gia là bạn ấy thường xuyên là người sẽ kết nối và khuấy động cái phòng Zoom cũng giống như là trong cái buổi họp. Còn bạn Thịnh thì lại có một cái tố chất đó chính là C, có nghĩa là khá là chuẩn và làm rất là kỷ luật. Còn bản thân của Hiếu là giống như là một người có nhiều tố chất về đi thì gọi là cứ đốt thôi, cứ phang thôi. Và cuối cùng thì các anh chị kia thì thấy vừa vui vẻ vừa nhẹ nhàng, đúng ra là từ đầu tham gia chương trình đến giờ vẫn mọi thứ xảy ra đều khá là ổn. Đó là cái cảm nhận của Hiếu ở nhà 19 và cũng chia sẻ với cả nhà. Thì không biết là xin mời bạn Thịnh với bạn Thảo có bổ sung gì thêm thì bổ sung cho cả nhà nhé. Rồi, cảm ơn anh Hiếu. Thảo nói trước đi Thảo. Alo. Cái mic của em bị gì? Alo, nghe nghe được không ạ? Nghe. Tại vì cũng như anh Hiếu nói, em nói ngắn gọn là nhà 19 thì hoạt động khá là suôn sẻ. Thì duy chỉ có một điều thì giống như nãy nhóm 17 có chị có đưa ra, thì nhóm của em hoạt động khá là suôn sẻ và tình cảm, nhưng cũng có gặp một cái vấn đề để mà cả nhóm phải nhìn lại. Thì có một hôm đó là mọi người đang tám hăng quá, hăng say quá, thì có một chị out ra khỏi nhóm. Thì em cũng không biết là ngẫu nhiên hay là có một cái việc gì đó làm cho chị bất như ý hay không. Thì sau đó thì chị cũng đã quay lại nhóm, nhưng mà qua cái sự việc đó thì em cũng tự nhìn nhận lại và mình cũng rút ra được một số cái bài học cho mình. Có nghĩa là trong khi tương tác với đội nhóm, mình nên có cái sự quan sát, nhìn sâu vào hơn từng mỗi thành viên. Có thể mỗi thành viên sẽ có cái cách hoạt động, cách tương tác và cái cách hoạt động nhóm sẽ khác nhau. Thì điều quan trọng cần ở đây đối với mỗi người, đặc biệt là những đội trưởng, nhóm trưởng, nhóm phó, thì em nghĩ là cần có cái sự quan sát nó sâu hơn để nhóm hoạt động phù hợp với
mỗi thành viên. Thì em nghĩ là các thầy cô hay là không phải thầy cô, hay là mình hoạt động kinh doanh, hay là mình làm bất cứ các lĩnh vực nào, thì nó cũng đều quy kết về một cái điểm chung, đó là chúng ta đang hoạt động trong cái hành trình kiến tạo văn hóa đọc. Thì ở đây sẽ không có sự phân biệt thầy cô hay không thầy cô, hay là chúng ta sắp xếp được thời gian hay không. Quan trọng là chúng ta có muốn làm hay không. Em xin hết. Cảm ơn anh Thảo nhiều. Tình có bổ sung gì không? Dạ, thì nhóm em thì em cảm nhận là rất suôn sẻ. Thì chỉ có một cái vấn đề là cụ Thảo như vừa nói thôi. Nói chung mình cũng phải nhìn nhận tùy cá nhân cách thành mỗi thành viên tương tác. Nhiều thành viên thì họ kín tiếng, họ không có muốn mà thảo luận nhiều, thì cái đó, cái trường hợp đó mình cũng nên nhìn nhận. Thì còn lại là nhóm em suôn sẻ là thì anh Hiếu với Thảo đã trình bày xong, thì em cũng không có bổ gì thêm mà. Em xin hết. Cảm ơn Thịnh. Ok, chúng ta đã nói đến các cái vấn đề và những cái đã nói về đặc đội nhóm của mình rồi. Bây giờ có thể là ta dành ít phút, Ngọc Anh ơi, ta dành ít phút để chia sẻ với nhau và gọi là góp ý cho nhau về những cái vấn đề. Thì mình đừng nốt ra được một số cái vấn đề của các cái đội, mà đặc biệt là nhóm ở nhóm 17. Thì chủ yếu các cái nhóm nó liên quan đến cái tinh thần của nhóm, tinh thần của các thành viên trong nhóm, là và những vấn đề về cam kết của từng thành viên, và cũng cả cam kết của trong ban cán sự nữa ở nhóm 17. Rồi những cái vấn đề về đề nghị thân như là nhóm 15. Rồi thì những cái vấn đề liên quan đến những cái cách mà để giúp đỡ những người khó khăn trong cái làm bài tập ở nhóm 16. Rồi những cái gì mà nó liên quan đến lịch họp của, tức là việc cái xây dựng kế hoạch về lịch họp cho để nó phù hợp với các thành viên trong nhóm, vân vân. Thì có một số vài cái nó liên quan đến cái này, thì nhờ mọi người cho ý kiến thêm để rồi giúp các nhà làm thêm về để có cái phương án mà xây dựng đội nhóm của mình tốt hơn. Thì đó là mình muốn chia sẻ trước là ví dụ chẳng hạn cái nhóm 15 của mình nhé, là mình thì tính cách là S. Thì tính cách này là nó cũng không phải là cái người là gọi là bốc lửa lắm. Rồi thì mình nghĩ là Hà cũng gần gần như vậy, tức là cũng phải là người mà gọi là hướng ngoài lắm, cho nên là cũng không phải là người làm các đội nhóm làm đội nhóm tốt, nhưng mà cũng đang cố gắng hết sức để ấy đội nhóm. Thì từ dương qua cái việc này thì mình thấy là rồi mình đã bắt đầu chuyển một chút sang ai rồi thì như thế là điều tốt. Hết giờ rồi ạ. Hết giờ mất rồi. Hết giờ sớm nhỉ. Vậy thôi, xin chào mời cả nhà. Chút nữa mình cũng có một đợt lại để mình thảo luận cái hình như cái giải pháp đó. Thì bây giờ mình quay lại nhóm chính nha. Ok rồi, quay lại nhóm chính. Tạm thời bây giờ chúng ta sẽ quay lại nhóm chính. Và anh Đông giúp em nốt lại tất cả những ý kiến đó sang về cái file chung của bên ngoài, rồi sau đó chúng ta sẽ quay lại và thảo luận và đưa ra các giải pháp cụ thể cho từng nhà sau nha. Xin lỗi Ngọc Anh đã không đảm bảo được thời gian. Dạ vâng, không sao cả, chúng ta lắng nghe nhau được nhiều hơn ạ. Dạ, cảm ơn tất cả các anh chị. Okay, bây giờ rồi, chúng ta cùng quay lại nha. Thì cái việc mà mình có mặt ở đây hôm nay, ngoài việc là mình báo cáo xem là nhóm mình sinh hoạt như thế nào, có ok không, có điều gì vướng mắc hay không, thì mình cũng sẽ quan tâm đến các nhà khác nữa để xem là họ có kinh nghiệm gì, hoặc là họ có khó khăn gì mình còn giúp đỡ họ nữa. Bởi vì mình thấy nhóm mình được rồi thì mình muốn giúp đỡ những nhóm khác để làm sao cho họ cũng được như nhóm mình á. Mình có thể quan tâm chia sẻ cái kinh nghiệm của mình vào đây. Một số nhóm hôm qua em vào chẳng hạn, mọi người bối rối với cái bài tập, mọi người tưởng là lại thêm cái bài tập nào nữa về xây dựng đội nhóm cho các nhà, nhưng mà thực tế là chỉ có ban cán sự mới cần làm cái phần công việc đấy thôi. Cho nên là em lại phải giải quyết ngay, em nhắn ngay. Mọi người cứ nói thật, nói hết, nói chân thành ra, mình sẽ giải quyết được. Như vậy là mình sẽ còn khoảng 25 phút nữa để trò chuyện với nhau thôi. Em bắt đầu luôn từ nhóm 1 nha. Còn lại là những nhóm khác thì mọi người điền vào. Nhớ ra cái gì mọi người điền vào đây cái đấy ạ. Nhóm 1, chị Thanh ơi,
Vâng ạ, em chào chị ạ. Dạ, thì bây giờ mình có thể chia sẻ về cái hoạt động của nhóm nhà mình được không ạ? Mình viết trên này rồi nhưng mà mình có thể nói lại nó thêm hoặc chia sẻ thêm có gì vui hoặc có gì không vui. Mình sẽ có khoảng 3 đến 4 phút để chia sẻ. Vâng, chào cô Khánh Chi và các anh chị ạ. Em cũng xin chia sẻ một chút về cái hành trình một tháng vừa rồi với cả nhóm N01 bọn em ạ. Thì nhìn chung thì đầu tiên là em cũng phải nói là nhóm em là một nhóm may mắn bởi vì là các thành viên thì đều vô cùng là hợp tác đấy, và mọi người thực sự là sẵn sàng để tham gia vào hành trình. Thế nên là dù đa phần các cô là đều có con nhỏ, con rất là bé và hai bạn, và bây giờ bọn em là giáo viên mầm non đang nghỉ dịch ở nhà thì một cô là phải trông hai con vì chồng cũng đi làm xa ấy. Nhưng mà các cô đều cố gắng để tham gia được tối đa nhất có thể. Thì bên cạnh cái may mắn đấy thì nhóm cũng đã, ban cán sự của nhóm cũng đã xây dựng một số cái nét văn hóa của nhóm. Ví dụ như là bọn em sẽ họp Zoom vào tối thứ năm hàng tuần để chuẩn bị cho bài tập nhóm cuối tuần và chia sẻ những cái điều ở trong tuần vừa rồi, cảm xúc của các bạn như thế nào và tổng kết lại những cái chương sách đã đọc. Thì rất là vui, mọi người đều mong chờ đến tối thứ năm. Đấy, và bình thường thì chỉ dự kiến là họp khoảng độ 45 phút đến 1 tiếng, nhưng mà thực ra mọi người nếu mà để nói hơn thì chắc cũng phải tầm 2 tiếng. Nhưng mà thời gian mọi người chỉ có thể sắp xếp được bằng đó nên là cũng chỉ tầm họp tầm hơn 1 tiếng. Thế nhưng mọi người rất là vui và ai cũng chủ động sẵn sàng chia sẻ. Và một cái nét văn hóa thứ hai là bọn em tất cả đều, em làm một cái thống kê, tất cả sẽ tìm ra 3 cái thói quen để mọi người có thể đồng hành cùng nhau mỗi ngày. Thì nhóm của em đã tìm ra được một cái là dậy sớm mỗi ngày từ 5 giờ, đọc sách mỗi ngày và chia sẻ lại cái câu mà mình tâm đắc nhất. Và một cái nữa là tập thể dục mỗi ngày. Thì nhóm sẽ lập riêng một cái nhóm Facebook ạ, để hàng ngày mọi người check in tập thể dục, check in dậy sớm và chia sẻ những câu nói hay lên trên đó. Thì tinh thần đội nhóm khá là tốt ạ. Và chỉ có duy nhất là một thành viên thì bạn ấy đang tham gia phòng chống dịch COVID ý. Em đang ở Bắc Giang, thế nên là bạn ấy rất là bận. Bạn ấy làm việc từ sáng sớm đến tối bạn mới về, nhưng bạn ấy cũng luôn cố gắng trả bài vào lúc tầm 12 giờ đêm đấy ạ. Vâng, hôm nào cũng đầy đủ ạ, hôm nào cũng làm đầy đủ, nhưng bạn trả bài khá là muộn đó. Vâng, em xin chia sẻ một chút như thế thôi ạ. Cái phần có thể cô có con nhỏ mà vẫn rất hào hứng tham gia, cái phần này em nghĩ là tí nữa chị nên chia sẻ trong nhóm lớn ấy, bởi vì cũng có nhiều nhóm và có nhiều thầy cô thì không biết là gặp mọi người hay gặp khó khăn gì trong việc là con nhỏ, thì làm sao mà nhóm chị lại có thể, các thầy cô lại vẫn có thể tham gia được một cách rất hào hứng mặc dù vẫn có nhiều công việc. Em là nhóm 02 ạ. Vâng, chào các anh chị ạ. Chào ban tổ chức. Thì nhà 02 đến thời điểm này thì vẫn chạy tốt và có lẽ là vẫn chạy ổn cho đến hết hành trình, và cũng mong là nhà 02 các thành viên cùng cố gắng duy trì cái phong độ hiện tại. Thì có hai cái nổi bật ở nhà 02, đó là thứ nhất là có một thành viên nữ là bị chồng ghen, thế nên là cũng phải rời nhóm Zalo trong nhà 02 và chỉ tham gia làm bài tập ở trên Facebook. Nhưng thành viên đấy thì cũng rất tích cực và mọi người cũng đã cùng động viên, cùng cố gắng để bạn ấy tiếp tục duy trì hết hành trình. Cái thứ hai, vấn đề thứ hai là mọi người đều rất là bận nhiều việc và rất nhiều các thầy cô, các anh chị là bận con nhỏ. Thế nên là trong cái giai đoạn vừa rồi là mọi người cũng đã tích cực làm sao để duy trì được cái hành trình kiến tạo văn hóa đọc, cũng như là duy trì cái buổi họp hàng tuần vào chiều chủ nhật từ 2 giờ đến 4 giờ. Thì trong cái buổi họp đấy thì thực tế là cũng đã rất hiệu quả trong cái việc giải quyết bài tập lớn của đội nhóm, cũng như là giải quyết các cái tình huống mà có thể gặp phải. Và cái kênh quan trọng là cái kênh sinh hoạt trên Zalo, và cái cách thức hiệu quả nhất ở đây là cái cách thức đệ nhị thân. Thì cái mọi cái thì đang tiến triển tương đối tốt, cũng chưa có vấn đề lớn gì xảy ra. Rồi cảm ơn ban tổ chức và các anh chị ạ. Cái việc mà nhà 02 có thành viên nữ như vậy thì mình có thể đổi đệ nhị thân không ạ? Thì em thấy nếu mà rời ra khỏi nhóm Zalo thì chị sẽ gặp rất nhiều
kiểu mất kết nối rất là nhiều ạ, bởi vì trên nhóm Zalo em thấy mọi người thường hay nói chuyện phiếm, chuyện linh tinh rất là vui. Đôi khi là cũng nó là một cách kết nối và cách giảm stress. Và bây giờ chị ra khỏi nhóm như thế thì rất là tiếc. Hoặc là ra thì hành trình này thì không đưa người ngoài được. Thì kiểm soát thành viên cũng hơi khó vì quá đông. Cho nên tốt nhất là chắc có là thân. Xin có ý kiến tí. Dạ. Là sắp tới nhà 02 cũng sẽ bàn nhau lập nhóm Facebook như kiểu nhà 01 ấy. Vâng, đúng ạ. Đỡ cho chị đấy. Vâng, với lại có thể là cho anh ấy vào nữa cũng được. Dạ vâng. Nhóm Zalo của bọn em làm ấy thì là đông thành viên quá rồi, không thể đưa thêm nhiều người lạ được ấy. Em ở nhóm 03 ạ. Xin chào tất cả các thành viên trong buổi Zoom. Nhà 03 thì cơ bản công việc của nhóm mình chưa có gì trục trặc. Nó chỉ khi có những việc mà đột xuất, có một số thành viên thì có khả năng là có việc. Nhưng mà mọi người đều cố gắng để vượt qua, để hoàn thành được hết cái bài tập. Thì cái việc mà nhà 03 thì có một buổi họp Zoom vào sáng các buổi thứ ba hàng tuần. Các buổi họp Zoom này thì có thể là trao đổi, chia sẻ và thống nhất làm các bài tập lớn của nhóm. Trong nhóm mình thì thực ra là chỉ có mỗi bạn Dương thì đến thời điểm trước do nghỉ Covid nên bây giờ phải đi làm việc lại, và bạn Lâm và bạn Huyền. Còn các thành viên còn lại nhà mình thì đều nghỉ hè, nhưng mà thực ra nó vẫn có việc, nhưng mà nó không việc chưa nỗi nhiều như trong năm học, nên là mọi người đều cố gắng để hoàn thành bài tập. Đến thời điểm này thì mình thấy là sự hoạt động của nhóm đều ổn, còn đến thời điểm tiếp nó có vấn đề gì không thì mình chưa biết trước được, nhưng đến thời điểm này thì cơ bản nhà 03 là thực hiện công việc của đội nhóm và cá nhân là cơ bản của tụi mình chia sẻ. Sinh hoạt nhóm của nhà mình thì ngoài việc mình họp Zoom thứ ba thì mình có những cái hoạt động nào khác không ạ? Mình có thể chia sẻ về những cái bài tập, hoặc là có thể trao đổi những cái công việc mà của một số thành viên mà có vấn đề gì tâm sự thì chúng ta đều chia sẻ. Thực ra cái nhóm của nhà mình thì vào buổi sáng ngày thứ ba thì chỉ tầm được khoảng một tiếng, hơn một tiếng, bởi vì mọi người đều phải đi làm nên là thời gian Zoom khoảng một tiếng. Nhiều người cũng có nhiều muốn câu chuyện muốn chia sẻ nhưng thời gian khả năng nó ít. Nếu được tầm khoảng 2 tiếng từ 5 giờ đến 7 giờ thì ổn, nhưng đa số là họp Zoom đến tầm khoảng 6 giờ, 5 giờ đến hơn 6 giờ một chút, là mọi người một số thành viên là phải đi làm, nên là cái việc mà để chia sẻ được hết thì chắc là nó cũng chưa được nhiều. Vâng, thì mọi người có hay chia sẻ trong nhóm trong nhóm Zalo không ạ? Cũng có, nhưng thực ra cái này thực ra là mình thấy là cũng nó cũng chưa được nhiều lắm. Chắc là một số cái việc mà tương tác thì không biết là mình không hiểu rõ, nhưng tóm lại là nếu nó có vấn đề gì mà lớn mà đưa ra thì mọi người cùng trao đổi thôi. Còn nếu mà những cái việc mà bình thường thì mọi người chỉ trao đổi đôi chút rồi sau đó là cũng thôi. Cái việc tương tác gọi là chém gió trên Zalo của nhóm cũng ít, cũng không nhiều lắm. Vâng. Cái phần này có lẽ là nên để ý thêm. Em thấy những nhóm nào mà tương tác nhiều đôi khi là cũng chuyện linh tinh thôi, thì nhóm đấy rất sôi nổi và đoàn kết. Còn nhóm nào mà ít tương tác ấy, mọi người kiểu cũng bận nhiều rồi ít hỏi thăm nhau, hỏi thăm trên Zalo ấy, thì đôi khi là nó không được gắn kết lắm. Mọi người có thể bổ sung các giải pháp vào đây luôn, như em bổ sung giúp cho nhà, giúp cho các nhà đây này, để mọi người có thể nhìn được cái tổng quan của nhau. Em ở nhà 04 ạ, chị Thảo ơi. Nhà 04 em cảm thấy hình như là có nhiều khó khăn nhất đây này. Dạ vâng, em chào mọi người ạ. Trong cái thời gian vừa rồi thì bên nhóm 04 của em thì có một thành viên là xin giúp phản hành trình, do anh ấy làm trong ban giám hiệu của trường nên là cũng khá là bận trong công việc, thành ra là không xếp được. Một cái khác nữa là sau khi mà có một thành viên giúp phản hành trình thì nhóm em cũng vẫn cố gắng là duy trì phần bài tập, để bài tập của nhóm cũng như là bài tập cá nhân đầy đủ, thì hầu hết là mọi người khá là đủ bài. Chỉ có một hai người thì thi thoảng thiếu một chút thôi ạ. Thì cái đấy là cũng có móc nhóc riêng, bởi vì
Thật ra cái việc mọi người thiếu bài đấy là cái phương tiện để nói ở trong nhóm chung ấy. Đó, còn lại là ở trong nhóm chung thì ban quản sự cũng duy trì cái việc thông báo cũng như là đăng những cái hoạt động chung lên trên nhóm để mọi người biết và hoàn thành bài tập. Còn bản thân em thấy mọi người có vẻ là do các thầy cô cũng đang ở môi trường khá là bận. Ví dụ trong cái đợt này là em trong cái giai đoạn coi thi, hỏi thi ở trên trường rất nhiều. Đây là cái việc duy trì nó cũng sẽ hơi bị, tức là cái việc tương tác nhóm ạ. Nhóm em thì thỉnh thoảng mọi người cũng có biết những cái nội dung để thảo luận một chút, nhưng mà nó không được nhiều. Bởi vì em cũng chia sẻ thật là bản thân em cũng bị bận. Bản thân em cũng như là bạn Thanh, như là anh Đức thì cũng khá là bận. Nên việc mà để nói chuyện phiếm ở trên 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 nhóm thì nó cũng hơi bị hạn chế một chút, không có nhiều thời gian cho cái việc đấy. Cái việc gì quan trọng thì sẽ nói ở trên nhóm. Còn lại em thấy vấn đề thì mọi người cũng đang tích cực làm bài, nên là có thể là cái vấn đề là bọn em chưa sắp xếp được một cái lịch cố định hàng tuần để họp với nhau thôi ạ. Thì đấy trong tuần tới này thì bọn em sẽ cố gắng triển khai. Còn nếu mà thấy vấn đề nổi cộm thì em không thấy vấn đề gì nhiều. Vì thời gian đầu thì có thầy bận như vậy ấy, thầy cũng không chịu làm bài nhiều ấy. Cũng có inbox hỏi thăm các kiểu, nhưng mà vì bận quá nên là mình có nhắn gì thì việc thầy reply lại nó cũng rất là hạn chế. Bận mà nên là không nhắn được nhiều. Mình cũng rất là thông cảm thôi, mà sau đấy thì thầy cũng chủ động xin cái phải chính. Thì sau đó em cũng không thấy có vấn đề gì nhiều lắm. Thì em thấy cái việc chủ đề chung chính là việc các thầy cô coi thi đấy ạ. Thì không biết là cái đấy có thể trở thành một cái chủ đề thảo luận nhỏ nhỏ trên nhóm Zalo được không, thì cái đấy mọi người có thể xem xét và sắp xếp. Còn nhóm mình thì nên có sớm có lịch cố định hàng tuần, chỉ cần gặp nhau khoảng nửa tiếng hoặc một tiếng thôi thì các thầy cô đã có cái sự kết nối rất là sâu rồi ạ. Dạ vâng. Thì cái đấy nhóm em sẽ lưu ý và cũng sẽ xin phép hỏi các nhóm khác. Nhóm mình có thể áp dụng được cái được những cái kinh nghiệm của nhóm 01 không? Ví dụ như tìm ra ba thói quen làm cùng nhau mỗi ngày. Em thấy ví dụ mọi người lập nhóm Facebook xong rồi có thêm các hoạt động thì em cũng thấy hay, nhưng mà thực sự là khi mà lập ra rồi thì mình phải kiểm soát được không? Còn như em đang thấy cái phần bài tập ấy, rồi đọc sách, rồi các thứ nữa. Em cũng có những cái khó khăn riêng một chút. Thế nên là em thấy nếu mà mình lập ra nhưng mà mình lại không kiểm soát được ấy, thì nó cũng hơi khó. Nên là ba bọn em thì cũng chỉ muốn là duy trì những cái hoạt động hiện tại thôi ạ. Bởi vì để mà đọc sách rồi mình nghiền ngẫm rồi mình cũng rút ra được nhiều thứ thì nó cũng mất thời gian. Chứ không phải là kiểu một cái là đọc cái mà ra được mọi thứ ngay ấy. Vẫn chưa kể là thật sự là các buổi tối em bị phun hết lịch, ban ngày cũng vậy. Dạ. Vì em dậy bị nhiều quá, em cũng đang nghĩ hơi ngược thở. Rồi, thế nên là dạ. Em cũng sẽ cố gắng áp dụng những cái gì các nhóm khác sau khi được ạ. Em xin chắc thầy cô là em quan tâm nhà 04 hơn một chút để giúp cho chị Thảo. Chị ơi, thế nhóm chị, tức là phần lớn thành viên nhóm chị sẽ thuộc tiếp người nào trong cái 4 cái DISC ạ? Có người thì mọi người báo cáo lên nhóm ấy, có người thì thuộc tiếp DI, có người thì thuộc nhóm là SI. Nói chung là nó cũng khá là, tức là nó không theo kiểu là phân loại cũng thể đấy, mà cũng mỗi thứ thì dưới một tí ạ. Nên thành ra là ví dụ như có người như chồng em thì thuộc, anh Đức thì thuộc SC. Đấy, nên là em thấy nó cũng như em thì thuộc tiếp DI, nhưng mà thật ra là DI, nhưng mà trong khi mà ví dụ những 3 tuần đầu ấy em có thời gian hơn, nên là em có thể chăm sóc được mọi người kỹ hơn, kiểu các hoạt động các thứ ấy, set up lúc đầu nó khá là ổn. Nhưng mà em thấy mọi người vào vùng rồi, với cả em cũng bị hơi vướng những cái công việc, nên em nghĩ là mọi người vào vùng rồi thì cũng không cần thiết phải
nói chuyện theo kiểu như lúc đầu ấy. Đấy thì thành ra là em cũng không có chia sẻ kiểu nhắn lên trên hội nhóm nhiều. Thế thì quan trọng thì mình nhắn thôi ạ. Nhưng có thể là cái đấy nó cũng là một cái hạn chế ở nhóm đấy. Em thấy cái em cũng sẽ xin phép kinh nghiệm. Chị ơi, thế thì nếu mà trong trường hợp chị bận quá thì chị có thể giao thêm cho những thành viên khác trong nhóm, không nhất thiết là phải ban cán sự để làm việc, bởi vì các thành viên khác có khi họ cũng rất thích đóng góp ý kiến. Nhưng mà như bản thân em nhé, khi mà em tham gia vào một đội nhóm mà nếu mà cảm thấy nhóm đấy có quá nhiều người, hoặc là có những ai mà người ta kiểm soát được hết các vấn đề trong nhóm rồi ấy, thì em sẽ không làm gì nữa cả, vì ok rồi thì em làm gì nữa đâu. Cho nên đôi khi là mình rút xuống bớt để mình trao quyền thêm cho người khác thì người khác sẽ chủ động. Mà nhất là những cái người mà thuộc nhóm ai hôm trước mình học ấy, mà mình có trao thêm quyền cho họ thì họ sẽ rất là bay bổng, và họ có cái năng lượng của nhóm lên rất là nhanh, vì mình quá bận mà. Cho nên là người khác người ta sẽ làm giúp mình phần đấy. Thì em nghĩ là khi chị tìm một ai đấy cũng đi ai giống chị chẳng hạn, thì họ sẽ kéo cái tinh thần của nhóm lên rất là nhanh, giao cho họ. Em thấy mọi người ở bên em thì một bài ví dụ như chỉ có khoảng 2-3 lại một bài sớm thôi, còn lại mọi người nộp rất là muộn. Ví dụ hỏi lên trên nhóm tình hình mọi người làm bài đâu rồi, vì ban cán sự là thông thường là sẽ nộp muộn nhất, thì mọi người bảo là bây giờ vẫn chưa được về nhà, vẫn rất là bận, tức là mọi người kiểu đi coi thi ấy. Thế nên thành ra là em cũng thấy hơi bị khó, nó cũng là những cái khó khăn riêng của nhóm L4. Tuy nhiên thì những người bây giờ hiện tại vẫn đang theo chương trình thì mọi người cũng kiểu tích cực hoàn thành bài tập đầy đủ. Chỉ còn một hai bạn thì đôi khi kiểu vì bận quá ấy, nên là nộp muộn ấy. Chứ còn không có ai là theo kiểu không nộp bài hẳn. Tức là mọi người vẫn có tinh thần nộp bài và đọc sách. Tuy nhiên thì em có thấy như thế này ạ. Trong cái ví dụ cái cuốn sách thứ hai này mình đọc này, thì những cái câu hỏi hàng ngày ấy, nó đang không, tức là đôi khi không cần đọc hết cái một chương đó mình vẫn có thể trả lời được câu hỏi. Thế nên là mình cũng sẽ rất là khó để kiểm soát xem mọi người đang đọc đến phần nào. Những cái câu hỏi nó hơi mang tính, thứ nhất là mang tính cá nhân, nên mọi người trao đổi ví dụ nói về chồng hoặc vợ mình thì nó cũng sẽ hơi khó để nói lên trên nhóm chung. Cái thứ hai nữa là mọi người không nhất thiết phải đọc hết ba chương đầu có thể rút ra được, mà mọi người có thể đọc khoảng 30-40 trang là vẫn có thể làm được bài. Thế nên cái việc kiểm soát mọi người thì nó cũng, em cũng không biết cách, là không biết là mọi người thực sự là đọc đến đâu ấy. Đó. Vì công việc mọi người cũng bận, còn thế thì em cũng không biết là kiểm soát như nào cho nó ổn cả. Có ai có thì em không biết là các nhóm khác mọi người có biết được là các thành viên nhóm mình đã đọc đến đâu được không? Bởi vì thật ra làm bài tập hàng ngày ấy, thì em đang thấy là những cái câu hỏi nhỏ nhỏ đấy thì nó cũng không thực sự là nó cũng không hẳn là cần phải đọc hết từng đây trang sách ấy thì mới có thể đúc rút được. Ví dụ như là khi mà mình đọc hết chương 3 thì trong chương 3 nó có cái vấn đề gì nổi bật ở cái chương 3, là cái câu hỏi mà nó xoáy vào trực tiếp cái chương đấy, thì mình mới biết là mọi người có thực sự đọc hay không ấy. Đó. Em thì em có giải pháp và lắng nghe ý kiến từ các nhóm khác người thế nào về vấn đề này. Thực tế đọc sách của chúng ta ở các nhà như thế nào? Ra là nhà công ba nhà mình, nhóm mình thì cũng không kiểm soát cái việc các thành viên đọc đến đâu đâu, nhưng mà đối với bản thân mình thì mình thấy khi đọc sách ấy, thì mình sẽ đọc đầu tiên hết một lượt, sau đó mình tập trung vào cái gì mình thấy nó áp dụng được vào với mình thôi, và mình thấy nó hiểu thôi, chứ mình cũng không, bản thân mình thôi, còn ở thành viên đúng nhóm nhà không ba thì cũng không kiểm soát. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mọi người sẽ có cách đọc sách riêng và hiểu. Đọc sách thì theo mình nghĩ là không thể, có những quyển sách rất là dày, rất là dài, không thể đọc được, có thời gian đọc nhiều. Nếu mà những ai đọc sách quen thì có thể đọc được nhanh, còn nếu không thì đọc được tầm khoảng độ 10 đến 30 trang một ngày đã là phải đầu tư tầm khoảng 30 đến 1 tiếng rồi. Nên là bản thân mình thì mình đọc sách thì đầu tiên là mình đọc hết trước, sau đó là mình kiểm tra xem có những cái nội dung gì ở trong sách đấy. Cái đấy mình thấy là mình có thể vận dụng được và mình có thể áp dụng được thì mình đọc kỹ cái đấy thôi. Mình cũng không đọc được hết tất cả, đọc được kỹ đâu về cái việc đọc sách của mình thì như vậy. Còn kiểm soát các thành viên trong nhóm đọc đến đâu thì ở nhóm mình cũng chưa làm được hết như vậy. Nhưng mình nghĩ là
mọi người chắc sẽ phải đọc thì mới hiểu được, có hiểu thì mới trả lời được. Vâng, nhà 01 có một chút chia sẻ được không ạ chị? Vâng, nhóm 01 thì về cái việc đọc sách thì cũng giống như là nhóm của nhóm 02 vừa rồi ạ. Tức nghĩa là sẽ không kiểm soát xem là mọi người đọc đến đâu, bởi vì thực sự là quyển sách nó rất là dày. Và ban cán sự cũng không yêu cầu là các thành viên phải nắm được hết các ý mà quyển sách muốn đề cập ấy ạ. Thì em thì có một cái là em cũng mọi người cũng chia sẻ với nhau là khi đọc ấy thì mọi người có thể viết những cái từ khóa chính hoặc là những cái tình huống chính ra để nắm được cái nội dung của cái chương đó. Và trong cái phần họp Zoom nhóm của nhóm 1 vào tối thứ năm hàng tuần ấy, thì em nghĩ là cũng quan trọng ở cái người mà ban cán sự ấy, hoặc là người mà nói đầu tiên, thì bạn ấy sẽ chia sẻ về, ví dụ như là tối hôm qua thì là nhóm của em, thì là em là người nói đầu tiên, thì em cũng chỉ tổng quan một chút về mặt lý thuyết mà ba chương đưa đến thôi. Thế còn là em liên hệ luôn là trong gia đình của em thì ngày xưa chồng của em như thế nào, mối quan hệ của hai vợ chồng như thế nào, bây giờ thì như thế nào, thì các thành viên sau cũng sẽ theo cái form như thế để mọi người nói. Và có một số thành viên thì họ thích chi tiết thì họ có thể list lại toàn bộ những cái ý mà ba chương đưa đến, thì mọi người cũng sẽ được học lại những cái kiến thức đó. Đấy ạ, thì cũng không quan, em nghĩ là cũng không quan trọng là các thành viên phải nắm được hết các ý ở trong chương đâu ạ, mà quan trọng là mọi người có thể liên hệ được một hai ý đã là tốt rồi ạ. Và em chia sẻ thêm một số cái hoạt động nữa mà nhóm của em thực hiện ấy ạ. Ví dụ như là cái mà trên Facebook ấy mà đọc sách ấy, thì mọi người không phải là chia sẻ quyển sách mới đâu, mà mọi người sẽ chia sẻ một hai câu trong chính cái quyển mà mình đang đọc, nên nó cũng hỗ trợ mọi người là đọc và hiểu được sâu hơn. Ví dụ như là mình đang đọc về đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim ấy, thì mọi người sẽ trích một câu thôi trong cái quyển đấy mà mọi người đọc được hôm nay. Đấy. Và nhắn tin ấy, thì mọi người cũng sẽ không nhắn tin tràn lan vào các giờ ở trong ngày, mà mọi người thường thường là nhắn tầm 9 giờ tối, chỉ nhắn một tin nào đó thôi. Và cũng xây dựng một cái văn hóa cho nhóm là khi có một ai đó gửi một cái ảnh hoặc là nhắn một cái tin lên nhóm ấy, thì nếu mọi người không trả lời được thì mọi người chỉ cần thả tin vào thôi. Đấy, để mọi người biết là các thành viên đều đang cập nhật vào trong cái nhóm đó. Về bài tập nhóm ấy, thì ban cán sự cũng quyết định là ban cán sự sẽ không làm hết bài tập nhóm của các tuần, mà sẽ lần lượt theo vòng tròn đệ nhị thân để các thành viên đều có cơ hội được làm bài tập nhóm và để biết được là cái khả năng của mình như thế nào so sánh với các nhóm khác. Đấy, và nâng cao cái năng lực của bản thân, thì các thành viên đều rất là thích cái điều này ạ. Phần này có phải là phần điều phối và làm bài tập nhóm không chị? Dạ vâng ạ. Bài tập nhóm thì hai tuần đầu thì là ban cán sự làm hết. Thế nhưng mà bắt đầu từ tuần thứ ba là từng thành viên bắt đầu làm ạ. Mỗi thành viên sẽ làm một tuần. Đấy thì phải hướng dẫn những kỹ năng điều phối cho nhau. Và nếu mà mình chưa có kỹ năng thì có thể báo lên nhóm, đề xuất với ban tổ chức để chúng em sẽ hướng dẫn mọi người kỹ năng điều phối nhóm. Em thấy là một làm khá là hay và chuẩn mực. Không phải chuẩn mực mà sáng tạo. Vâng. Còn cái nhóm Facebook ấy, thì là cũng biết là mọi người rất là bận nên là không muốn gây áp lực cho mọi người ấy. Vì việc là trả bài thì nhóm cũng bảo là nhóm sẽ không áp dụng hình thức là phạt và chỉ cần neo thôi. Ví dụ như là trong nhóm có khoảng độ 2 người lúc nào cũng nhiệt tình và sẵn sàng ấy, thì chỉ cần hai bạn đấy là hàng ngày trả bài đầy đủ thì những người khác chỉ cần theo dõi thôi. Bởi vì là nhóm tin rằng là sau một thời gian ấy thì những thành viên rất là bận, họ không theo được kịp ấy, họ không có những cái tương tác ấy, thì họ vẫn nhận được một cái giá trị là các bạn kia không biết là có bận hay không, nhưng mà các bạn đến ngày nào cũng làm đều đặn, và mình thực ra mình chưa đều đặn được như thế, thì cũng trao cho các bạn ấy một cái giá trị là cố gắng nỗ lực để có thể đều đặn được như các bạn kia ấy ạ. Trong nhóm chỉ có hai người neo là sao ạ? Tức nghĩa là một nhóm thì có thể là rất là nhiều người bận phải không ạ? Thì mình sẽ nhìn thấy được một hai thành viên là họ có thể gì trả bài đầy đủ này, check in dậy sớm hoặc là đọc sách hàng ngày đầy đủ, thì hai người đó sẽ làm tốt cái việc đấy để mọi người có thể, mọi người không tương tác nhưng mọi người theo dõi hàng ngày thì mọi người cũng sẽ tự có động lực cho mình ạ. Thì khi mà trả bài trên nhóm thì chỉ có hai, thế là thiếu thành viên ạ? Không ạ, trả bài trên cái nhóm Facebook ạ, và duy trì cái tương tác Zalo hàng ngày ạ. Tức nghĩa là không bao giờ để nhóm Zalo của mình là không hoạt động gì trong vòng một ngày. Đấy, mà luôn có trả bài trên nhóm bài lớn ấy chị. Nhóm lớn mà em là hay, em hay post bài. Cái đấy thì đầy đủ hết ạ. À, vâng. Nói chung là làm sao để, quan trọng là cái hành trình này chúng ta đi cùng nhau trong thời gian rất là dài. Em biết là mọi người làm bài tập cũng khá là mệt, mà mỗi người thì không phải hoàn cảnh ai cũng giống ai.
cho nên là mình cố gắng xử lý sao cho nó phù hợp, cũng không quá là cứng nhắc theo yêu cầu của ban tổ chức, nhưng mà nếu mà có ý tưởng sáng tạo gì đấy thì mọi người nhớ báo với bọn em biết điều chỉnh. Vâng. Dạ, em cảm ơn ạ. Bây giờ cũng hết giờ rồi, chúng mình có thể ra ngoài được rồi đấy ạ. Chị ơi, chị có ý kiến nhỏ nhỏ như này nhé. Dạ. Trong cái bài tập lớn hàng tuần ấy, tức là mỗi tuần một có bài tập lớn ấy, thì trong hai cái bài tập lớn gần đây em đưa ra ấy, thì luôn luôn có cái phần là khi cái hạn trả bài là, tức là khi làm bài xong ấy, thì mọi người sẽ có cái dòng cuối em ghi là sẽ trình bày vào buổi Zoom ngày Chủ nhật ấy. Nhưng mà hai Chủ nhật gần đây thì chúng ta đều không làm được cái việc đấy. Thì khi làm thì chúng ta nên bỏ cái phần đấy đi khi ra bài tập ấy. Tức là đúc kết lại chương sách ấy đúng không? Ừ, thì nội dung của mình là mình ghi là sẽ thảo luận trong buổi họp room Chủ nhật ấy. Thì hai tuần gần đây thì mình đều làm những công việc khác ấy. Nên là tuần trước có nhóm làm sai ấy, bởi vì là các bạn ấy không làm phần hiểu và thương mà các bạn làm phần đúc kết sách. Vâng. Vâng, cái này thì em sẽ rút kinh nghiệm. Thực tế là cái hôm Chủ nhật vừa rồi thì em lại không, là hôm Chủ nhật đầu tiên á, mà mình làm nhóm như thế này thì em lại không điều phối được. Em có việc. Mình có thể giúp cô Yến quay về lại phòng số 5 được không? Sao tự dưng nó bị văng ra đây mà cô Yến đang phát biểu nó bị văng ra đây vậy?